Rồi, xong. Rồi, căn và rồi bây giờ mình tìm hiểu thêm một cái công cụ nữa ha. Rồi lưu ý cái chỗ này lại lần nữa nha các bạn ha, từ khóa là quan trọng ha, làm sale là các bạn phải biết là mình sale từ khóa gì nha, đó sale từ khóa gì rồi liên quan từ khóa mà nó có bao nhiêu dạng từ khóa ha. Rồi cách mà để giúp các bạn nghiên cứu được bất kể một lĩnh vực nào cũng ra được cái từ khóa, chỉ cần nói trong đầu cái là ra được cái từ khóa rồi ha. Mình chưa sử dụng tool gì hết. Rồi tiếp theo là sạch đen thì các bạn phải nắm giúp anh ha, sạch đen là gì, có nghĩa ý định tìm kiếm người dùng là gì, tương ứng với từ khóa đó thì người dùng muốn tìm kiếm cái gì thì tìm kiếm cái gì thì mình phải làm cái nội dung cho người dùng họ tìm kiếm, đúng không, trả về kết quả cho người dùng tìm kiếm. Rồi thì trả về kết quả như vậy thì các bạn sẽ quan tâm Google nó đang ưu tiên vấn đề gì ưu tiên vấn đề gì thì các bạn làm vấn đề đó trước ha. Ví dụ như trả ra map thì các bạn phải làm map trả và ra YouTuber ưu tiên trên đầu phải làm YouTuber, được chưa, rồi sau đó mới tính tới việc làm sale ha. Rồi tiếp tục cái công cụ hôm chiều nay mình nghiên cứu là keyword tool.io ha. Rồi đây. Rồi khi bật tool.io á thì các bạn cũng mua, nó nằm trong công cụ sáng anh cũng có giới thiệu các bạn ha. Đó. Rồi. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải có tài khoản ha. Đó, tài khoản mình login vô cái đường link keyword tool.io ha. Rồi anh nói sơ bộ qua cái hình ảnh này tí rồi mình sẽ đi vào phần thực hành ha. Đó. Rồi khi một tuần ngắn yêu các bạn có trong tài liệu không? Coi giúp anh thử. Rồi khi một tuần nhắm yêu thì các bạn quan tâm giúp anh là cái bộ này nha, nó có rất là nhiều cái để mình nghiên cứu. Rồi mình nghiên cứu trên Google này, trên YouTube này, rồi mấy cái mạng xã hội khác. Nè, thì công cụ này á thì thế mạnh của nó là nó sẽ tìm phân tích trên YouTube nó rất là mạnh. Và cái nữa là tìm kiếm trên Google này á thì nó sẽ giúp mình là tìm kiếm mà ra những cái từ khóa rộng nè, từ khóa dài. Rồi, ok ha. Nó ý nghĩa của nó là như vậy. Rồi thì tiếp theo đó, để mình tìm từ khóa thì mình phải nhập từ khóa đúng không, đó mình chọn cái chương trình mình tìm từ khóa gì tìm kiếm trên của Google đúng không, đó thì mình chọn cái tab của Google ha, thì mình YouTube là chọn YouTube. Rồi ý mình cái phần là cái ngôn ngữ nha, cái vị trí giống như nãy Google khi mình bên mình dạy khi mình chọn vị trí ở Việt Nam hay là vị trí ở quận thành phố Hồ Chí Minh là khác nè. À, rồi cái ngôn ngữ của bạn thì là gì? Nếu nó là tiếng Anh nè. Rồi tiếp theo thì nó sẽ đã ra dữ liệu của mình khi mình nhập tất cả từ khóa vào vô. Thì nó cũng giống như khi đã ra cái bài số điện như này ha. Thì bạn nhẹ nhàng như này á, nó cũng là cái tên rồi cái tên vì đó cái xu hướng bên kia này cái dữ liệu. Còn ở đây là dữ liệu còn ha, cái dữ liệu được được nha. Rồi thì ngày tháng năm anh có điều sẽ vậy ha. Rồi tiếp theo phần dưới này là phần keyword, nó cũng có cái phần keyword nha, rồi cái sạc column đây, column rồi
Thì cái số liệu của hai ngày này thì anh đại là cũng là 40.500 đúng không? Đó, đó thì keyword này nó cũng vậy, tại vì hàng này nó lấy dữ liệu của Google ha. Đó, nhưng mà này có thêm mạnh là nó sẽ giúp mình đợi những từ khóa dài đó, ví dụ là khi ông thấy nhiều sơn là không ở đây là nhiều sơn và thì ra thì ra là những từ khóa dài và cái một lần nữa là sáng à. Rồi ở đây các bạn có thấy một cái chữ trend nữa không, trend này ha, đó thì nó cũng giống vậy, nó dễ thấy hơn là bao nhiêu phần trăm ha, trend. Nhưng đầu tiên thì mình thấy nhu cầu lên ha, và dự đoán cái này có số liệu nó hơi cao ha, hơi cao so với cái hàng Google kia rồi ok ha. Đó là cái phần về dữ liệu của hàng keyword câu này trả ra. Rồi thì tiếp theo là mình thực hành thôi, cái này chỉ thực hành thôi chứ nói lý thuyết thì chỉ đơn giản vậy đó ha. Công dụng của nó thì tìm từ khóa và giúp cho mình gợi ý ra một cái từ khóa và dạ. Rồi thì thực hành thì cái đó các bạn có cái tài khoản nha, các bạn lóc vô cái tài khoản bữa trước anh cung cấp đó, có được không? Quên mất hả? À, để anh coi cái. Ừ, đúng rồi, cái gì đó Nguyễn Ánh cái gì đó à, Phong đúng rồi, cái gì ta, à, Trần Nam Phong HTTPS 2.xịt Trần Nam Phong chấm top xịt Trần Song Ánh. Các bạn phải vô bằng hàng Opera nha, Opera mới được ha. Rồi ở đây thì anh mua bên hàng bên bên bạn Trần Nam Phong ấy, bạn Trần Công, mua bên Trần Công à, thì anh lấy cái tài khoản của anh để anh demo cho bạn xem ha. Trần Song Ánh là Trần Song Ánh là anh giám đốc ở đây em. Rồi thì nãy anh có giới thiệu bạn cái gói tôi đó, thì nếu mà mua bên bạn Trần Công đó, thì sẽ cấp mình tài khoản như thế này ha, mình lock vô đây đó, rồi kiểm tra keyword đây ha. Rồi đây là những cái tài khoản, thì các bạn thử lấy tài khoản của anh các bạn lock vô được không nha, keywordtool.io này, lock vô thử đây được không nè, xem giúp anh này, cái này anh không có cung cấp trong group Zalo của mình ha, nó gõ là gõ giúp anh thử đây được không, đang mặt nhiều máy được lấy mấy cái tài khoản dưới này ạ, anh đăng nhập tài khoản trên cùng rồi. Rồi các bạn đặt account 2, đặt account 3 này đây. có to Nè. Đó rồi, anh thấy à. Để anh chỉnh lại. Trần Nam Phong chống bóp sẽ cần sống Đúng rồi, nếu mà dùng keyword tool.io thì dùng cái của anh đi cho nhanh nè, đó lấy tài khoản này nè cho nhanh, anh không copy được không? Đó account 1, account 2, account 3 bạn lấy nào lấy nha. Nói
Được chưa? Con sẽ không phải là mình lắp vừa máy nó biết đấy. Là sản phẩm kể được là làm nhiều xe được nghe mình nói với nhau sản phẩm cái nhiều xe lên để rất nha để mình chung rồi mình sẽ là sản phẩm cái nhiều một lúc rồi cái xem rất là nhiều mấy bạn bạn tắp thì là như sẽ có rồi chắc chắn là người gọi cho mình thì nghe để nói sơ sơ qua rồi đó sẽ bắt đầu là được chưa? Dạ, anh em mình vô cái phần từ khóa dịch vụ sale ha, lắp được chưa? Lắp vô, rồi, nè, từ khóa dịch vụ sale. Rồi, nhớ chọn chỗ này giúp anh là Việt Nam nha. Việt Nam. Rồi, end lệch này thì chọn tiếng Việt. Rồi, tiếng Việt. Rồi, bấm nút tìm ha. Rồi, được chưa? Rồi các bạn quan tâm giùm anh ha. Thứ nhất á, là có cái cột là keyword success nè, success ha. Keyword success xanh, được chưa? Thứ hai là cái web xanh. À, thứ ba là cái relay keyword. Đó. Rồi. Thì những cái này nó khác nhau chỗ nào? Ví dụ như mình dịch sang tiếng Việt đi. À, dịch sang tiếng Việt thì nó nói là gì? Đề xuất từ khóa, giờ rồi từ khóa dạng câu hỏi, ha, rồi từ khóa các từ khóa liên quan, đó giống như sáng anh nói, thì mình tìm á, mục đích chính mình á, là mình muốn đi sale cái từ khóa dịch vụ sale này đúng không? Đó, thì khi mình tìm từ khóa dịch vụ sale này á, thì bắt đầu nó trả ra kết quả, thì nó nói mình là có tổng số là 105 cái từ khóa. Được chưa? Rồi cái khối lượng tìm kiếm ha, tìm kiếm này là nó dịch sang tiếng Việt luôn nè đó. Các bạn dùng tool á thì tool đa phần tiếng Anh, cái nào mà các bạn không hiểu thì các bạn rê vô chỗ này ha, nó sẽ có hiện nó sẽ giải thích cho mình là gì, được chưa? Đó thì nó nói là tổng khối lượng tìm kiếm là tổng các giá trị khối lượng tìm kiếm cho các từ khóa đã được tìm thấy ha, tức là nó cộng hết tất cả các cái số liệu này lại với nhau, được chưa? Thì nó ra được cái số liệu này ha. Rồi tiếp tục là cái xu hướng ha, các bạn sẽ thấy là bao nhiêu phần trăm, 34% ha. Rồi cái giá trị trung bình CPC này á thì các bạn phải hiểu là nó dự đoán cái này là nếu mình chạy quảng cáo ha,
thì cái giá trị trung bình mình phải bỏ ra là 20.000 ha, 20,28. Cái này là chưa gì chuyển sang Việt Nam đồng ha, có cài đặt thêm nữa nè đó, ví dụ trạng thái tiền tệ nè chứ bạn chuyển sang đồng cũng được ha. Thì nói chung cái này là nó ý nghĩa này nó mình cũng không cần quan tâm tại mình đi tìm từ khóa mà, còn cái này là mà chừng nào mà mình chạy quảng cáo ha thì mình quan tâm. Cái này ra số tiền là 14.000 ha, 14.600 gần 15.000, rồi mức độ cạnh tranh là nó báo là thấp ha. Đó. Thì cạnh tranh hồi nãy anh có nói ha, ba mức độ thấp, trung bình với cao, được không? Nè, trung bình này ha. Đó. Rồi. Đó là những thông số mình quan tâm ha. Rồi bây giờ ví dụ như mình thông qua công cụ này á thì nó giúp mình là gì? Tìm những cái từ khóa mà liên quan cái từ khóa này. Từ khóa chính mình cần tìm ha. Nhớ với bạn nha, từ khóa liên quan. Còn sáng mình dùng cái keyword learner á là mình để đi tìm những cái cụm từ khóa nó thuộc về cái ngành mình của mình mà mình muốn sale, thì nó gồm có từ khóa chính và từ khóa mở rộng luôn. Đó. Đó thì lúc đó mình lọc lại lần nữa. Rồi, thì khi có những cái từ khóa chính như vậy thì mình muốn đi tìm những cái từ khóa mở rộng của từ khóa của cái ngành của mình nữa. Đó. Đó, thì mình sẽ giữ dùng này. Rồi trong từ khóa thì các bạn sẽ thấy nè có một số cái gì như dịch vụ sale tổng thể của Hello Sale, dịch vụ sale tại Hà Nội của DDT. À, cái này là lý do tại sao nó có những cái này. Các bạn biết không? Các bạn biết lý do tại sao nó bị phát hiện. Cái tên tôi là cái tên kiếm nhiều. Đúng rồi, thì kiếm nhiều. Nhưng mà tại sao nó có điều kiện này? Người ta biết cái nó có công ty hay nó sao nhưng mà sao cái này thì này chuyển cho này ha, cái này á tại thị trường Việt Nam mình đó có những ông á dùng cái tool đang dùng ra vì đó thì dùng khi và những siêu là khi hay những cái này hay gọi là cái từ khóa sạch ghét à, có nghĩa là nó sẽ dùng cái tool nó mạo danh cái người dùng và nó tìm kiếm. Thì khi mà nó tìm kiếm nhiều cái từ khóa đó thì nó sẽ được cái số liệu Google nó cái từ khóa này nó được tìm kiếm nhiều nha, nhưng mà thực sự là đơn hàng gì đây nó không phải người dùng chỉ là nghĩa là nó được tôi nó làm thao tác như người dùng mình biết, tại vì mỗi lần ra mình tìm kiếm cái là Google nó ghi nhận kết quả nó cũng không biết không nhau trên trên đó. Được chưa? Đó. Nhưng mà thì khi mà nó thì khi mà đang trong cái bản thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như thì cái khả năng mình tiếp cận khách hàng là cũng có các bạn hiểu không, nhưng mà nó là anh giải thích cái nguyên nhân là tại sao lại nó có cái từ khóa kiểu như vậy ha. Đó nó ra một số này đúng không, bây giờ đó thì Google đây gọi suggest ha, thì có những người ấy, họ ta tìm như vậy luôn, họ ta tìm cái tên dịch vụ cộng với cái thương hiệu đó luôn, là nó là có nha chứ không phải là không có nha. Thì những người tìm như vậy á, thì các bạn hiểu ý định tìm kiếm của họ là chắc chắn là họ họ muốn mua hàng của cái đó rồi, được chưa? Nhưng mà có cái hiện tượng rồi đó, có những ông mà tôi nói rồi thì ông nói cái gì đó nó tôi nó thành viên giữa cái keyword mà sale và cái trend của họ, thì khi mà đạt được cái quá dài như thế thì mình định là họ sẽ chia những cái bạn mình chia họ thì bạn sẽ mua mình sẽ đi số đã thì mình có thể họ được mua họ bắt đầu sai con ở đâu thì mình có đánh giá từ phát sale anh đã thích thấy không đủ chiều ok rồi vô đi máy chào xí ha, chào bạn kia.
không theo luôn. Cái web em làm sitemap được chưa? Web em làm sitemap được chưa? Đây là đó là Ok. rồi chưa, các bạn phân biệt mình mấy từ khóa tại sao có được những cái từ khóa này nha, ha là nó hôm nào muốn rồi đó ông nào muốn tìm phương tiện của mình nên họ sử dụng gọi là user traffic ha. Thì cái này mình có thể dùng tool hoặc là dùng cái nghĩa của các bạn đọc là những cái trang mà download á, các bạn download phần mềm về á rồi bắt bạn để diễn ra rồi lấy bát á à, có đọc không, có thể đọc được không đó, lấy bát xong thì đi lên Google đó thì khóa đó rồi xong tìm cái website đó rồi nhắc vô rồi kéo vào cuốn website này nó có cái mặt thương hiệu của họ giống như là mình thấy anh vậy là cũng phát cái xe với thương hiệu thôi đúng không, thì anh dùng các cái user là để dành xe của cái kia như vậy dạ cái kia mà anh làm những cái kia này á mình nhớ là có bạn các bạn cái kia thì có những bạn những cái kia còn lại mà hiểu không đó rồi anh mang đi những cái đó rồi mình đi lên rồi mình qua thì khi mà nó sổ lên những cái đường mắt như thế này thì anh hiểu nếu mà là xe khác thì hiểu nếu như tôi đã là khi thấy đó thì tôi biết là gì là đi nghe cũng phải là như anh bay mình mà đi bay thì đây là được trước là đường bắt xe của mình nó là đường bắt xe buổi cái tự nhiên đúng không đó buổi sáng và kết hợp giữa tự nhiên với lại có những cái tôi như thế này đó buổi đêm thì nó thiên về Bắc Ninh hơn à, và hiện tại nó cũng tập trung sơ lại một phần à, thì hiện tại cách này vẫn đang hiệu quả nhưng mà không biết là sẽ có Google Fit từ ví dụ thế thì là mục tiêu của mình đó làm sale đó, thì để là top và để bán hàng đúng không, còn cái việc các bạn có thể chọn là buổi sáng buổi đêm buổi sáng buổi đó thì các bạn anh dạy những chiến lược cơ bản từ cái nền tảng cũng chắc nhất là làm ra được ngoài ra thì đó đứa con gia đình mà trưởng thành rồi thì chúng ta có thể đi nhé, để giải thích các bạn hai cái từ phá này thấy những cái này về tập trung hiểu là lý do tại sao có đi này đó thì bộ mới hiểu được thực tế là người ta đang chắc những gì để xem hiệu quả anh tìm hiểu thêm. Rồi thì thông qua keyword tool á .io này á thì các bạn sẽ tìm ra những cái từ khóa này nó dài nó sẽ ví dụ nó hay nhiều sale đúng không, các bạn đâu có tìm đó rồi đây lần trước ta sẽ làm sao để bạn hãy chọn những kỳ ra còn những kỳ mà nó dính cái thương hiệu này ở từ đó nha đó thì nó cũng có chức năng là ép bọt ra mình ép bọt ra được chưa. Rồi ví dụ như đây có từ nè thuê dịch vụ sale nè, nó cũng là những từ mà mình nên chọn nha. Rồi rồi nói chung đa phần là mấy ông kéo user traffic hết, thì khi mà ông kéo như này á, là dẫn đến trường hợp là Google nó bị lệch á, đưa ra số liệu không đúng á. Đó. Rồi ví dụ như từ khóa này dịch vụ sale từ khóa tổng thể cũng là một cái từ khóa để mình quan tâm. À, đó, ví dụ vậy. Rồi, giờ lấy ví dụ của Phụng đi. Anh từ khóa Phụng đi. Điều hòa đúng không? Multi đúng không? Rồi. Đó, anh em mình làm trên đây luôn. Rồi. Đấy. Rồi ok nó trả qua kết quả như thế này ha. Đó sắp xếp column.
Rồi, đây. Giờ thì thông qua cái này nha. Đó, đó là những cái từ khóa thì mình nên chọn cái từ khóa nào để mình share đây. Thứ nhất là điều hòa công ty này, đó này. Rồi thứ hai của hàng Gabi này, em không biết Gabi thì đó là phương tiện và những cái đó có thể là thứ ba cũng hay là đi xe máy cũng có nè. Rồi mình rồi là cái đề này đó mình phát một thông tin ha, để giải thích nó là gì. Rồi điều mà công ty là một đấng bảo đảm này đó ha. Rồi một đấng hay là của ban này của thư viện này. Rồi công ty mình tập cũng có thể cao hơn hơn nè, khi hồi nãy mình xả kia nó cũng có là vì mà công ty thì nó ra cũng giúp đỡ đúng không, và hiện tại đây mình xem từ từ thấy được là nhiều mà công ty mang tài nó cũng đó đâu phải vì nó đây là để không hiện tại nó mới biết mình đã đi được rồi thì nó thì cũng số liệu thì chúng ta cũng khá trong chưa có người ta thì cái này có thể là tương lai này. Được không? Để chưa gọi cái mặt pro chưa có tài khoản này chưa có tài khoản thì đây cái tài khoản này nè đó xem tài khoản này thì anh cũng mua lại các bạn hay thì mình xài lúc nào nó lóc nè. Dạ, tôi Trần Công, dạ lâu lắm. Ai muốn liên hệ trực tiếp thì liên hệ công liên hệ trực tiếp qua cũng được nha. Xem qua lại. là được chưa? Rồi thì khi mình có những cái từ khóa này thì mình sẽ tiến hành mình xuất, hoặc các bạn có thể chọn nha. Chọn đây nè. Đó, chọn chọn cái từ khóa nào đó các bạn có thể copy. Đây đây có cái chỗ copy này không? À, đây này ha. Đó, copy ra. Ha, hoặc là mình xuất ra ha. Đó, không? Rồi, anh ví dụ đây anh copy một hai từ đi ha. Rồi, anh copy cái này đi. Rồi. Rồi thì tiếp tục quay lại cái file mà anh hướng dẫn các bạn làm cái file nhớ không? Đó thì các bạn phải gom sao cho mình ra một cái file gom nhớ từ khóa lại với nhau ha. Này. Rồi đó. Rồi keyword em rồi bỏ vô đây đúng không, số thứ tự là dễ rồi, số thứ tự mình đánh số thứ tự thôi đó. Rồi 590 190 rồi ha. Thì mục đích của mình á thông qua keyword planner keyword tool.io để mình ra một cái bộ xóa này thì ra à, mục đích mình được này đó phân tích để mình chọn ra những cái từ khóa mình cần làm SEO được chưa đó. Thì sau đó mình có những từ khóa cần làm SEO mình đưa vào đáng thích là keyword khi buộc phun là đấy cũng khi buộc lên ra đó đấy là gì này khi buộc nhưng mà khi khi buộc lên cái này nó có những cái từ khi của nó riêng những cái từ khóa mở rộng của nó đó nên nó có lấy cái thì em dùng tool nào em lấy cái đó, ví dụ như dùng keyword này nè, ví dụ như hai từ này nó cùng đúng không, nó giống nhau bên cùng bên kia thì số liệu của nó chắc chắn nó sẽ giống nhau. Anh ví dụ lại ba nè, ba đúng không, đây thử coi. Số liệu thì nó hơi sai lệch xí ha.
Nói chung là số liệu này thì anh nói các bạn là tôi chỉ tương đối thôi nha. Nó nhiều khi ví dụ ngày hôm nay mình dạy nhưng ngày mai lại cái sự các bạn SEO bạn dùng bạn làm đột biến cái từ khóa tìm kiếm nó lên á thì nó cũng không chính xác nữa. Đó. Nó làm bị thay đổi thị trường của mình. Công cụ này lập kế hoạch từ khóa này. Có nên con từ công cụ để bỏ vô và viết từ khóa sẽ cho cái iOS từ từ dùng Không 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 nha, để chị em làm cái này, cái em sẽ nói về vấn đề kia của em ha. Hồi sáng giờ anh cũng có nói vấn đề đó nhiều ha, có nghĩa là mình sử dụng công cụ á thì mình mạnh cái nào các bạn hiểu không, mạnh cái nào thì mình sử dụng công cụ đó. Mục tiêu công cụ á là để nó giúp mình á, là có những cái thông số hoặc là những cái tiêu chí ha, 1.300 đúng không, đó nó hơi lạc một tí đúng không, đó thì hai cái kết quả này anh nói là hơi lạc một tí, tùy theo cái tiêu chí mà nó đưa ra ha. Cái thằng mà viết ra tool này á đó, nó cũng có sử dụng cái kết quả bên kia và nó đưa những cái tiêu chí riêng của nó ha, thì mình có số liệu tương đối thôi chứ không có thể chính xác 100% được. Và có thể là ngày nay nó dạy như ngày mai nó dạy khác được, thì hiện nay nó có thể cái nội nhiều quá là số liệu rồi. Quay lại cái tool như em hỏi nha, thì nó rồi tool đó mình nên sử dụng tool của Google ha, không sử dụng tool của bên thứ ba. Tool bên thứ ba là sao, AS ở bên thứ ba, Cirrus ở bên thứ ba, có nghĩa là những thằng đó nó đều sử dụng AMI Google thì giờ nó viết lại cái kết quả tool của nó, hiểu không? Thì khi mà các bạn sử dụng tool nó, các bạn chép lại thì đặc biệt như chép keyword á, tại Google đang có những cái tool mà thông báo bắt link, hiểu không? Thì nó chỉ chép keyword thôi, và khi mà nó ra keyword á thì nó bị cái AMI Google đó về, nhưng mà nó sẽ gán cho những cái chi phí nó riêng nữa, các bạn hiểu không? Nó nên thành ra nó sẽ là cái kết quả nó không giống Google, nó hơn Google, tính nó thấp hơn Google được chưa? Nhưng mình lấy cái số tương đối ví dụ ngày ba ngày sau thì mình biết cái được thì biết lại là cái trên mình đó đó, thì mình lấy số liệu này đó, thì các bạn hiểu số liệu này để giúp các bạn làm gì, khi mà các bạn sell tốt một cái từ khóa thì các bạn sẽ được cái lượng volume này, cái lượng là truy cập và kích động và cái user nó sẽ truy cập vô cái website của bạn được chưa? Và cái này là để rất là người dùng của mình đó nha, anh hay dùng user để nó sợ các bạn lỗi với cái tool mà chạy traffic user ha, có nghĩa là người dùng khi mình sale đó với được cái này thì mình sẽ được người dùng truy cập vào website của mình tương ứng với cái số lượng volume này, với điều kiện là từ khóa mình lên top trang một ha, trang một nha, trang một mà ví dụ như mình lên top một top hai top ba thì được truy cập lại khác rồi ha. Tại vì khi mà các bạn lên trang một thì chưa chắc là người dùng mục đích của website của bạn à, mà phải top 1, top 2, top 3, top 5 lên thì cái tỷ lệ nhấp chuột vô website của bạn mới cao, mà nhấp chuột vô website thì mới có traffic vô website của bạn, chứ sợ bạn không sạc lên là chỉ nhìn thấy mà không có được nhấp vô thì cũng không tích traffic được ra đó. Thì với một cái từ khóa mà mình lên được 16, ví dụ mình sẽ khóa lên 16 thì mình lên tổng hết luôn này đó nha, thì ngày tháng mình có được đi làm yoga làm đẹp lớn rồi đó. Đó ví dụ như mình có hai từ này cộng lại là tầm 21 mà mình có 100 từ như này, 1.000 từ như này thì cũng sai được, mà cái tiếp đó là tổng được à. Đó vì vậy thì thông qua công cụ và analytics duy nhất đó là tôi nó sẽ không tiền nha đó rồi. Rồi cái phần cái tool đó thì anh giải thích rồi ha, không nên sử dụng tool bên thứ ba mà mình đi lụm từ khóa, tức là cái tool Ahrefs có những bạn sử dụng chứ không phải không sử dụng ha, Ahrefs có những bạn sử dụng vẫn làm bình thường, thì khi mà dùng cái đó là chết á thì nhớ là thông số của Ahrefs à, thông số của Ahrefs thì nó vẫn có những cái từ khóa vẫn là ok, mình cứ bám sát cái mình làm cũng được đó, thì mình kết hợp với công cụ của Google Analytics Web Master Tool nữa mới là cái chính xác. À, Web Master Tool mới là cái thống kê bao nhiêu lượng truy cập website của mình.
được chưa? Đó. Microsoft Teams. Google sạch thành son đó. Đúng rồi nha. Sao có hai cái tên nhỏ khác này? Thời lúc đầu nó thành lập đó, nó là gọi là web marketing tool, và sau này nó update lại là search thành son. Thì lứa của anh thì trước gọi là web marketing này nha. Rồi thì đó là cái keyword tool nha, keyword tool.io. Rồi bây giờ thì các bạn thực hành giúp anh đi. Mỗi người một cái lĩnh vực dùng keyword Google Planner ha. Được rồi. Ok, Google 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 keyword tool xuất được mà, tất cả công cụ đều xuất được hết nha. Nè chọn vô đây nè, nè chọn vô chỗ này nè, copy hoặc là export nè. Đó. Bây giờ là bài tập cho các bạn là các bạn chọn cái lĩnh vực các bạn cần làm sale ha, rồi các bạn chọn ra mình cái từ khóa chính, rồi sau đó là các bạn tiến hành là các bạn đi tìm những cái từ khóa ha, tìm từ khóa mở rộng. Rồi các bạn thực hành bây giờ là 15 phút này. Rồi sau đó các bạn lấy cái tiền báo đó, các bạn điền vô cái file sale của anh đây nào. Sale bằng mới vô cái gì đó là luật 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 có luật rồi không có rồi cái mảng của em á thì nó lại đặt cụ thể là bất động sản á, thì em cũng nói nó nhiều ra, có nghĩa là bất động sản á thì thường là dự án mới nhiều, dự án cũ em đi làm đó là thôi thì nó chạy nhắc mấy đó thì không có mình làm đó à, em là chuyên đi mà cái gì có thể nó mình tự sản mới 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 thành công việc văn phòng sẽ có đó thì nếu cho thêm một phòng thì đánh không dài được, nó có nghĩa là cho thêm phòng thì lúc nào yêu cầu nó cũng có đó, đó. Rồi thì mình xác định cái mạng của em cho thêm phòng là để giúp kim những gì là liên quan đến trọng nhân phẩm của mọi em lên cái bộ tư pháp. Chúng tôi thấy rất khó khăn mới có được sản phẩm đầy đủ và sau đó mới đúng không? Có nghĩa là em dùng cái mật tôn đi đi vào lên em nhập có những từ khóa em cũng sale ví dụ như thuê phòng đó thuê phòng thuê phòng thuê sổ gì đó em nên tắt ra, tức là em đi hết cái ngách thuê phòng trước để em qua tới sổ đó, tại vì khi mà thì như vậy là em sẽ có hai cái bộ khóa được chưa đó. À, mình phải chia ra các bạn nhớ là phải chia ra cái lĩnh vực của bạn nha, lĩnh vực hai là chia lĩnh vực chưa, lĩnh vực sau rồi các bạn chia ra phân khúc nữa được không, ví dụ như bất động sản thì nó chung chung quá nó cũng bất động sản này nó được sản thì cũng phải chung chung quá, bây giờ thì giao cho là cái ngách là cho thuê văn phòng đó. Đó. Ví dụ cho thuê văn phòng thì sẽ có là gì? Ví dụ như là nào? Chúng ta vào văn phòng thì phân khúc đó là giá, các bộ phận giá đúng không? Giá rẻ cũng có đúng không? Đúng không? Rồi bộ phận phân khúc là gì? Vị trí nè.
Khi mình tìm cái thực phát ở phía đó thêm họ chắc chắn nó sẽ cho ra những thực phát của mình còn cái này thêm họ luôn có cái lời họ để biết được cái mọi thực phát của mình nó sẽ có những cái khi như vậy hiểu không vì nó lúc đó thì nó sẽ mới có một phát triển được thì ra những cái là bạn nên là em cũng phân biệt ra rồi cho em nhà xưởng tiếp tục là làm cái bộ xe vào sau đó là mình làm cái bộ cho em nhà xưởng nên là nhà xưởng nó thì cho em cũng được một xưởng như vậy em sẽ có thể ở đây một bộ như cái phương thức này đó. Thành phố cho nên em hiểu là đang đi thứ nhất là tụt tụt đi thứ nhất là người em sẽ đang cái bên trên là có mấy cái ô thì tiền từ từ thì tiền nhé cũng là che nó người chúng ta nghe biết để tôi mua cái đó thu lại sắp lại gì không nó chỉ có để chúng ta làm dấu như họ tên học viên rồi đăng nhớ tên nhé được lại không để cho bên kia họ kiểm tra các bạn biết gì nha là đúng rồi. Đây là cái sở tôi luôn cũng là về đang nhiều mà xưởng là nó không có không có cái điểm được tôi không có nhận điều nè đó nên tôi không nhận điều có nghĩa là cái này mọi người rất là nguyên nhân lúc này tôi bên kia một tôi với mấy cô đó có nghĩa là lúc mình tìm ra những từ khóa hỗ trợ có những từ nó không có số liệu à, không có số liệu có nghĩa là cả ý mình thì mình làm rồi là mình lấy những từ đó mình có vô và mình tại chủ yếu là mục tiêu mình là theo những cái từ sáng là có số liệu thì còn chúng ta không có liệu không có liệu thì cả đó mình bỏ ra là kiếm vừa là mình bỏ đi cái thằng dưới vừa cũng như là dưới vừa bỏ đi là có số liệu bỏ đi kiếm không để tôi lấy cái đạp xe lắp cái này thì khó khăn thì không rồi mình xe mình lên xe từ những cái volume nhỏ hay nếu mà mình sale mình nên chọn khi vào cái cảnh này mình bỏ mình là nó vô cái tâm lý của doanh nghiệp có mặt đây muốn đánh được quá cao thì cũng không muốn đánh những cái nó thấp không phải có nghĩa là tâm lý cái này hiểu tâm lý người thuê làm sale đó bây giờ họ muốn là ra được ra cái rồi bị nhập vào thì đó à, như trường hợp mình đang đi xe làm cũng khỏi thì chắc là thế sản cũng nhiên là mình sẽ đi được ạ thì đi xe khỏi đây thì đi xe không 15 phút nha.
cho anh em 15 phút vô thực hành đi, thực hành làm cái bộ từ khóa, lên bộ từ khóa. Cách mà bạn các bạn để mà có nhiều từ khóa ha, thì đầu tiên các bạn các bạn giờ dùng Google Google Keyword Planner ha, các bạn xuất ra cái bộ từ khóa giống như anh đang làm ha nè, đó được chưa? Rồi sau đó các bạn dùng từ từng cái từ khóa này nè, à, điều hòa mini ha, các bạn đi vào cái Google Keyword Tool.io được chưa? Đó, rồi các bạn tìm một lần nữa. À. Tìm một lần nữa xong rồi các bạn xuất cái bộ cái từ khóa này ra. À. Đó, xuất xuất cái bộ từ khóa ra. Thì xuất ra như vậy tiếp tục các bạn lọc trùng cái bộ từ khóa lần nữa nha. Lọc trùng lần nữa để loại những keyword mà bị trùng. Đây ví dụ như đây. À. Đó.
chọn đây, xong rồi chọn add bot ra. Rồi đó, rồi thì anh có cái bộ từ khóa đây, có thêm cái bộ này là bên keyword tool.io đúng không? Nó nhỏ xíu nha các bạn, chịu khó xem nhé, để anh phóng to anh trong cái máy nó co lại không có làm được. Rồi đó thì các bạn copy hết những này đưa qua, thì thường anh hay lấy là khoảng 50 đó, 50. Rồi sau đó anh đưa qua cái file mà quản lý dự án của anh đó. À, anh bỏ vô đó thì anh đã có một cái từ qua một bộ từ khóa mà mở rộng của cái key là điều hòa mini đúng không? Đó rồi tiếp tục. Tiếp tục cái này á thì anh coi, anh lọc lại lần nữa cái coi thử, ví dụ chuyên ngành của Phụng nè, Phụng xem giúp anh nè, ví dụ những key này nó có liên quan gì không, ví dụ như này hết luôn không, LG đúng không, có hết đó, Panasonic được chưa, rồi âm trần mini Panasonic có hết rồi đúng không. Đó, thì nếu mà có hết như này thì anh được cái cụm key liên quan tới điều hòa mini được chưa. Rồi tiếp tục, tiếp tục cái thao tác thứ hai, thao tác thứ hai thì anh quay lại cái keyword, bộ keyword hồi nãy á, bộ cái bộ mà anh đầu tiên anh xuất ra đó. À, thì xong cái này rồi anh tắt cái này đi. À, cái đó là cách cách mình làm mà nó không bị sót cái từ khóa. Được chưa? Mình muốn tìm nhiều cái từ khóa. À, đó thì mini nằm rồi, xong rồi tiếp tục anh tới Mitsubishi là mấy cái này nó có trong bộ từ khóa thì anh bỏ ra luôn. Được chưa? Đó, anh lọc ra luôn. Rồi ví dụ như anh lấy giá, giá này có. Anh thử. À, thằng tên C. Rồi. Anh lấy cái giá này, anh đi qua cái keyword này, anh tìm tiếp về vô. Đó. Rồi thì nó sẽ gợi ý nè, ra tiếp nè không? Giá báo giá đó 40 70 Panasonic nè. Không có số liệu ha, thì tiếp tục anh lại xuất một lần nữa đó. Cách này thì làm như thế này thì các bạn sẽ không bị gọi là không bị sót từ khóa, mình làm hết những từ mà nó đều nó gợi ý cho mình luôn á đó. Ví dụ như hồi nãy tiêu chí của anh là lấy là gì, lấy là trên 50 đúng không? Đó. Thì 70 anh lấy. Rồi xong rồi tiếp tục mình lại đưa vô cái file quản lý dự án của mình tiếp ha. Đó, thì mình được cái gì? Cái cụm key về giá. Đó. Đó, thì sau khi mà các bạn tìm hết, các bạn sẽ ra những cái bộ key như thế này được chưa? Anh lấy ví dụ như đây đi ha. Cứ lặp đi lặp lại cái thao tác của mình nha. Nó như vậy có nghĩa là mình đang đi tìm từ khóa sale được chưa, tìm từ khóa sale rồi cứ căn cứ vào hai công cụ này. Còn bạn nào muốn ahrefs hay là muốn semrush á thì tí anh chỉ tới cái phần semrush hay ahrefs á, thì các bạn áp dụng vô, các bạn tìm giống như á thì các bạn cũng đi kiếm key và đi phân tích cái volume của nó bao nhiêu, độ khó như thế nào được chưa. Đó thì mình, nhiệm vụ mình là gì, đầu tiên mình làm sale á, bao giờ mình cũng phải xác định những keyword mình làm sale là gì trước, là những keyword làm sao mà cho liên quan đến sản phẩm dịch vụ của mình. À, được chưa, được chưa, đó đây chưa. À, rồi còn có vấn đề thì báo thì các bạn về thực hành giúp anh nha. À, rồi đó là mình kết hợp hai cái công cụ Keyword Planner với Keyword Tool.io để mình tìm cái từ khóa ha. Rồi tiếp theo mình tìm hiểu qua cái công cụ tiếp theo ha. Đó chính là Semrush ha. Semrush
Xem rớt thì phải xem rớt á, thì nếu mua dùng dùng gói dùng chung á thì mình phải làm một cái chương trình duyệt riêng ha, nó không có được cài đặt chung với nào hết á. Rồi mình cài cái add-on này vào ha. Đó thì lúc đó mình mới đăng nhập vô xem rớt được. Rồi. Rồi xem rớt á, thì trong cái phần lý thuyết của anh nó quá nhiều chức năng nên anh không có liệt kê ha, thì anh sẽ demo cho các bạn, giải thích các bạn trực tiếp đây luôn ha. Rồi thì đầu tiên á, các bạn cần phải có tài khoản xem rớt ha. Rồi anh thử chép một cái domain rồi thì nó ra như thế này À, các bạn thấy rõ không? Rõ không? rồi. Thì các bạn quan tâm giúp anh là ha, cái phần này các bạn phải chọn cái ngôn ngữ nha, ngôn ngữ là Việt Nam được chưa, ok ha. Đó rồi thì các bạn quan tâm giùm anh cái cột mà phía bên menu Phía bên này tay phải của anh á, bên tay phải của anh đó, thì đi trên xuống nó rồi có chức năng gì giải thích cho các bạn ha. Thứ nhất là nó có cái phần Rosetta. Rosetta là để dành cho những cái rồi họ xem nhiều nhiều miễn phí nha, tại mua cái gói này nó cũng tốn nhiều tiền ha. Đó thì họ mua cái Rosetta này để họ ép cái website vào luôn, ép để nó theo dõi thường xuyên ha, tổ là mỗi lần là mình nơi đó nó cập nhật được cái gì đó nha. Thì là những cái phần Rosetta nó gọi ứng bạn ha. Vì giá thì các bạn cũng có cột giá như chỗ này nè. Đó, để em biết giá bao nhiêu thì các bạn vô đây nha. Nếu mà xài sang thì mình Chơi thôi nha, một tháng này hay một tháng này, tháng này là mà tháng lương của anh là viên họ đó, nếu thích thì bút chơi nha, còn không thì thôi tiết kiệm thì bỏ phần Rosette đó qua ha. Có nghĩa Rosette là cái nơi là gì đây cho các bạn xem đó. Rosette có nghĩa là họ ép cái từ khóa vào vô là cái đồ em phải vô hết nha, để giúp thống kê được chưa, tăng giảm nó như thế nào đó, tại vì những công ty lớn họ sale nhiều công ty giá sử dụng mấy chục mấy trăm triệu sản phẩm thì nói là để thống kê động tập chứ không có vấn đề gì hết nha, không có cao siêu gì hết chỗ này ha. Rồi tiếp tục là mình quay trở lại phần là sale nè. Đó được chưa, sale á, sale ở đây thì nó có rất là nhiều cái này đó, ví dụ như anh để số cái nha, đi tới đâu mình những cái cần thiết thôi nha, vậy nè những cái cần thiết hay thao tác với giải thích cho bạn để bạn nắm nha, chứ không phải là nếu mà mình giải thích anh về thực hành để nhiều cũng đi sau được đâu. Giờ cái mình hay quan tâm nhất là check cái domain, check cái domain ha, domain overview này có nghĩa là nó giúp mình thống kê trên tổng thể cái domain website của mình được chưa. Các bạn có thể là nhìn cái chỗ này ha, nhìn cái chỗ này giúp anh ha. nó có những cái phần chết ở đây, thứ nhất là root của game, thứ hai là exact URL ha, rồi thứ ba là sức domain, thứ tư là sức owner, được chưa, thì phân biệt của mình root domain là cái domain gốc của mình đó. Ha được chưa, ví dụ như anh có cái domain là tuần tháng và một cơ đó thì root domain là domain gốc của mình ha, được chưa, hiểu không, là nó không có tính từ HTTPS rồi. Nghe rồi biết mà. Chứ tôi mới được HTTPS đó. Nha, HTTPS là cái gì? Và tôi phát được tính từ cái đó gọi là exact URL, nha, là vi URL. Nha, cái phân biệt nó đây. Được chưa? Rồi, ở dưới là cái sub domain. Nha. Đó, các bạn có thể check sub domain. Sub domain là giống như các bạn đang đang xài cái web mà SEO CN1.gpm hay gì đó. À, đó là cái tức là mẹ à, rồi cái subfolder là trong đó cái thư mục của mình thì cái đó thích thích sử dụng nha, chủ yếu cho là root domain hoặc cái URL. Rồi rồi anh ví dụ một cái URL cho các bạn này ha, để các bạn phân biệt giúp anh.
rồi Tùng Phát computer.com. Rồi anh có cái URL về dịch vụ sửa máy tính ha. Rồi anh xem. Rồi anh bật một cái chức năng chết lên này, khác nữa ha. Đấy rồi các bạn sẽ chọn này ha, nó mặc định ha, các bạn thấy ha, chọn cái này ha, hết sắc là sạch. Rồi ok ha, đó thì tổng quan lại là cái domain overview là nó liên quan những vấn đề những thông số về domain mình. Rồi tiếp theo các bạn thấy là cái overview như vậy các em đây đó, rồi how to install và bao nhiêu điểm nè, thì nó đánh giá là cái domain của mình được bao nhiêu điểm. Domain á, hay là một tí là một tí mà anh qua hướng dẫn hát đó thì các bạn lưu ý là có những số D là U là nè đó, các bạn cái này có tâm nha. D là gì? D là chính là domain rating ha, là cái chỉ số của domain, còn U là cái URL là rating ha đó. Rồi thì các bạn sẽ thấy là nó có 38 điểm đúng không đó. Rồi các bạn sẽ thấy tiếp theo là cái organic traffic ha, cái này theo organic traffic đó, thì cái này là giải thích thông số của bạn là gì, thì các bạn click vô đây giúp anh nè, các bạn đọc giúp anh luôn ha. Thì theo ý nghĩa của cái này á, thì anh giúp cho bạn hiểu đơn giản á, thì nó chỉ là nó đánh giá cái domain mình có bao nhiêu cái keyword nó đang lên top ha, và với cái keyword lên top như vậy thì mình được cái lượng traffic truy cập vào website của mình, được chưa? Đó ví dụ như đây là anh có 11.000 11.6k ha. Đó. Rồi ở dưới đây các bạn sẽ thấy thêm là phần là keyword này ha. Nó là 8.5. Thì có nghĩa là tên tổng thể cái website này của anh á thì nó sẽ có là 8.5 keyword nó nhận. Được chưa? Nó nhận vô cái cho cái domain này. Được ha? Tới đây hiểu ha? Rồi tiếp tục là cái phần be ha, be sạch traffic này thì đây là mình không có, lý do là mình không có chạy quảng cáo ha, mình không có chạy quảng cáo thì nó không có thông số này, được chưa? Rồi bắt link thì các bạn sẽ thấy là 3.2k bắt link, k đây là ngàn nha các bạn ha. Đó thì bắt link là gì, thì ở đây các bạn có hiểu bắt link gì chưa ta, chưa đúng không? Thì sẵn ở đây anh giải thích luôn ha, rồi bữa sau mình sẽ có một cái buổi là chuyên marketing luôn. Rồi, thì mình có một cái domain A, mình có một cái domain B, là hai domain này khác nhau đúng không? Đó, thì hồi nãy anh có trong bài anh có một cái backlink đó, mình thấy ạ. Ví dụ như anh có một cái A một nữa đó, thì có những cái này khi mà anh click vô bên và chạy thì không có cho anh qua A một đó nha, thì các bạn vẫn thấy thì nó vẫn còn được Việt Nam đúng không, tức là nó vẫn cùng trên số năm sang của bạn nha, thì mình đang gọi là một link nha. Dạ còn bắt lên nha, mà từ cái sai thì anh cũng biết cái sai sai đi dạ các bạn thì gọi là bắt lên nha. Dạ rồi ví dụ các bạn nha,
Bắc Linh là một cái nơi nào đó quay về Bắc Linh là Bắc là quay ngược lại, hiểu không? Bắc là quay ngược lại, Linh là cái đường dẫn, một cái nơi nào đó quay ngược về cái xa khác ha. Thì đồ ta gọi là Bắc Linh này ta gọi là S Linh. Còn một cái Linh nào đó cái khu đó chạy qua mà cái đường này nó vẫn không thay đổi thì người ta gọi là Linh, hay người ta gọi là Kim Tân Lục Linh. Thực tử của chúng ta là Kim Tân Lục Linh khác. Kim Tân Lục Linh rồi, ví dụ cho bạn nè. Rồi ví dụ như anh có cái bay là sửa máy tính nè, thấy không? Các bạn thấy chỗ máy tính ngay chỗ này ha, được chưa? Rồi ví dụ anh nhấp một cái nè, đó nó chuyển qua cái domain khác các bạn thấy không? Wikimedia, được chưa? Thì có nghĩa là domain Tùng Phát computer của anh ha, domain Tùng Phát rồi đây, được chưa? Mà nó đã chuyển qua cái thằng là Wikimedia thì anh đang dẫn Bắc Linh ra ngoài, có nghĩa là sức mạnh từ website của anh sẽ truyền về cho anh này, thấy không? Có nghĩa là Bắc Linh á giống như là một cái phiếu bầu. Ví dụ như các bạn sẽ dễ thấy là ông chủ tịch phường, chủ tịch xã hay là chủ tịch huyện, để mà lên được cái chức chủ tịch đó thì ông phải cần có những cái phiếu bầu ha. Đó thì mỗi người sẽ bỏ một phiếu bầu, thì giống như website như vậy, mỗi cái lĩnh vực sale á mình có nhiều cái phiếu bầu như vậy, được chưa? Thì cái size mình nó sẽ được càng uy tín ha. Mà phiếu bầu mình phải chất lượng nha, các bạn hiểu nha, phiếu bầu chất lượng, còn phiếu bầu mình không chất lượng mình gọi là đi spam ha. Mà spam thì Google nó phạt ha. Nhớ mình chỗ này ha, thì mình sẽ có cái thực toán là 20 bet á, nó phạt cái vụ Bắc Linh là như vậy ha. Rồi rồi có một cái link nữa cho các bạn xem, một cái link nữa ha. Đây ví dụ như có Bắc Linh nè, sửa máy tính quận 1, thấy chưa? Đó ví dụ như anh nhấp vô một cái rồi nó vẫn chạy cái domain là Tùng Phát Computer, thấy không? Rồi từ cái link nè Tùng Phát Computer.com vẫn chạy qua Tùng Phát Computer.com, được chưa? Thì cái này gọi là nội link nha, nội link hay internal link đó là nó nha, hiểu thấy chưa? À, hiểu hiểu phần link hiểu chưa em, hiểu phần link không? Phụng này chắc khỏi giải thích ha, Phụng chắc biết rồi đúng không? Được chưa? Tiếng ok ha. Đó thì mình cứ hiểu là cùng trong một domain các bạn nhấp mà nó chạy vòng 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 trong cái domain của các bạn thì đó là link nội, được chưa? Còn bạn nhấp một cái thì nó chạy qua cái trang khác, ví dụ như anh này, anh nhấp cái nó chạy qua cái trang Wikimedia, được chưa? Đó thì anh đang làm bắt link cho Wikimedia. Còn mà Wikimedia mà link cái nó chạy về cái trang khác nè các bạn không? Ví dụ như anh link cái nó vẫn chạy trong Wikimedia đúng không? Để anh coi có trang web khác không? Vẫn Wiki đúng không? Đó. Rồi thôi để anh check cái link này. Đó. Đây, ví dụ như anh có một cái đường link là lóc hỏi giá nè, thấy không? Ha, lóc hỏi giá. Đây, đây là cái đường link này. Đó thì từ cái website lóc hỏi giá này nè, nó lấy cái bài của anh thấy không? Đó thì khi mà anh nhấp vô chỗ này nè. Anh nhấp vô chỗ này để cái nó ra cái gì? Cái này nó dùng tool nè các bạn thấy không? Nó dùng tool nó cào nội dung của anh nè. Đó, nó cào y chang bài của anh luôn ha. Đó, sau đó là nhấp vô đường link này đi, ví dụ nhấp link này đó thì nó dẫn về website của anh, thấy không? Thì Bắc Linh có nghĩa là một cái nơi nào website khác mà nó dẫn về website của bạn thì gọi là Bắc Linh ha. Bắc Linh là cái đồ đó đi về mình, được chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Thế Bắc Linh là từ một cái site khác quay về cái site mình thì mình đang gọi là mình đang đi Bắc Linh trên cái site đó ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ thấy ở dưới đây có phần là Khánh Tri ha. Đó Khánh Tri thì các bạn sẽ thấy là lá cờ của Việt Nam mình ha, bao nhiêu keyword, được chưa? Rồi ngoài ra mình làm sale ở Việt Nam á thì ở Nhật cũng lên nè, ở Mỹ cũng lên nữa ha. Đó thì những lá cờ này nhưng mà nó không có được nhiều,
đó không được nhiều, tại vì thị trường đang tới là người Việt Nam đó. Rồi à, trong dưới đây nó có phần organic keyword nữa à, các bạn thấy là top 3, top 4, top 10, 11, 20 là những cái phần keyword mà nó đang như top ha. Đó rồi thì đây là cái phần mà tổng quan về cái root domain của mình ha, được chưa? Rồi khi các bạn làm quen á thì các bạn nhìn vô cái tổng quan này các bạn sẽ biết được cái website bạn như thế nào, được chưa? Rồi kéo xuống đây tiếp tục là cái phần mình có cái phần là organic research nữa ha, đó. Rồi các bạn nhấp vô phần view detail này kiếm anh ha, đó. Rồi thì đây nó sẽ hiển thị những cái keyword của các bạn ha, được chưa? Rồi nó có cái intent này nha, ha các bạn thấy intent nào không? Thì sáng giờ em giải thích bạn cái intent á, nhá, đó. Rồi kế bên đây á là nó có cái phần là position nè, các bạn thấy phần này không? Phần này á các bạn click vô từng cái ha, cái nào anh giải thích với bạn á, các bạn không hiểu thì bạn click vô rê từng cái như này ha. Mình đâu có tài khoản ấy đâu ta. Tần sống anh vô không được phá. Rồi, thì chịu khó coi này giúp anh ha. Rồi, thì nếu mà không có tài khoản anh dạy sơ sơ qua cái phần những cái phần khác á. Nó có trong sách á, Ahrefs thì có trong sách á, Semrush thì nó không có. Ha. Rồi các bạn về các bạn đầu tư giúp mình một cái tài khoản đi, ngày về chắc tới lưu gì đó không không biết ấy, thì vô hỏi là anh. À, anh giải thích lại. Rồi, tiếp tục là mình có phần là volume này ha. Bạn thấy volume không? Đó, 9.900, thật ra. Rồi, thì tiếp tục là cái link nè. Ha. Cái link này á, có nghĩa là nhìn vô cái bảng này á, mình hiểu là với cái từ khóa sửa máy tính, mình đang lên cái vị trí là top, nằm trong top 11 tới 10. Ê, mình nằm trong khoảng 11, 11. Ha. Đó, thì có thể là khi top 10, có khi top 11. Được chưa? Rồi, thì với key này mình sẽ nhận được là 9.900. À, thì các bạn sẽ thấy thông số này nó khác hẳn với cái thông số mà tên Google. Và cái key này á, ví dụ sửa máy tính này nhà, các bạn bỏ vô Google Planner nó không ra thông số. Tại vì nó chặn mất cái dịch vụ của mình rồi. Đó, hiểu vấn đề không? Đó. Và tương ứng với cái key này á, thì nó sẽ nhận cái đường link này là cái đường link đang làm sale. Được chưa? À, nghĩa tới đây ha. Ok. Rồi cái thời gian đây có một cái thời gian nữa là 20 tháng 10. Tức là số liệu này nó thu thập ngày 20 tháng 10. Ha. Rồi, thì tương tự những cái key dưới này cũng vậy đó, đó là những key mà nó show ra trên cái website của mình ha. Và đây có biểu đồ đó, mình thấy được biểu đồ là đang tăng trưởng nè. Được chưa? Rồi, đó là cái phần mà tổng quan ha. Rồi, tiếp tục đây có phần keyword nè, keyword overview nè. Đó. Keyword overview là cái nơi mà để mà giúp mình tìm keyword ha. Rồi, tool này nó bị giới hạn rồi. Rồi, có tiếp theo là cái phần là link building ha. Đó, link building là cái nơi để giúp mình check backlink. Ha, check backlink. Thì mình có thể check backlink trực tiếp trên site của mình hoặc là mình check backlink của đối thủ. Thì đây các bạn hay nghe là check backlink đối thủ là như vậy. Hoặc là check site đối thủ, nãy giờ ví dụ như anh đang check site của anh. Nhưng mà ví dụ như đặt trường hợp là đối thủ anh muốn check đối thủ thì anh cũng lấy cái domain của đối thủ anh bỏ vô ha, anh check đối thủ là như vậy. Được chưa? Rồi ví dụ như anh check cái domain của bạn 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 Phụng đi. Thử như thế nào ha. Multi đi. Có bạn nào cần check domain không? Bạn 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 Lộc có cần check domain không? Có Rồi cho anh domain của em check luôn về tâm chúng con về Tân Thuận nè. À. chúng con tâm đi .com.vn mà cái domain này em sale lâu chưa? à, tôi có thể làm cái để trước giờ chưa có thể em xin làm được khi làm cái này mình có thể có cái một số bạn xem mình chưa có kiểu.
Rồi thì Grab á, cái này mình á, thường thông thường các bạn làm sale á thì các bạn chủ yếu thì chết chỉ biết thông số này kia thôi, chứ chết đối thủ gì các bạn cũng chết ít lắm, đúng không? Chỉ có agency sale họ mới chết nhiều, như tụi anh nào á đụng vô mới chết nhiều. Bây giờ chết để phân tích đủ thứ thông số lên đây hết ha. Thì chủ yếu hai phần này, còn cái phần thứ ba á, là cái phần on bay và technical sale này thì anh cũng có dạy buổi trước rồi đó. Thì nó giúp mình là gì, chết chết những cái mà lỗi về web á ha, đó. Rồi còn những cái phần dưới này nó không quan trọng, anh cũng ít đụng tới nữa. Cái ông bên dưới có cái Google Search nó có đủ gì? Check on bay technical sale là em phải dùng sale qua care, sale qua care một trước anh dạy á. Còn Google Analytics với Search Console nó để giúp mình thống kê số liệu thôi. Google Search Console đó là nó giúp thống kê lỗi website nữa. Thì nó có lỗi nào thì nó sẽ thông báo lỗi đó, mình sửa lỗi đó. Còn là để mình chủ động mình check từng cái lỗi nhỏ nhỏ thì mình phải dùng qua sale qua care hoặc là Semrush hoặc là Ahrefs. Mình muốn chết nhanh á. Rồi quay lại cái bay Tân Thuận này ha, Tân Thuận này thì đầu tiên á là anh thấy em nhất là cái domain của em này, domain của em là có vấn đề chữ w này, em coi thử cái domain em có w không, có w rồi không. Hiện tại bây giờ là người ta sử dụng, người ta bỏ cái W đi, đó là một cái lỗi technical sale bữa 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 đầu này em không học á, anh có nói á. Nè, mặc định thị trường mình là bây giờ đang đang sử dụng như thế này, người ta không có sử dụng W nữa giờ. Đó rồi ví dụ như anh gọi lên sai thử đây này, em sẽ thấy nè, ví dụ như W không này không. Đó, thì cái này do em xác định đó nha, cái này sai này như cũng có bị nhiễm virus rồi nè, tiếng Hoa rồi nhiều nè, Tiếng Hoa là có một cái bài tiếng Hoa. có bài tiếng Hoa à, nếu phải bài tiếng Hoa đó rồi W, nếu mà chạy W trước giờ muốn chạy W vậy thì vẫn giữ vậy chạy luôn, còn không là phải redirect về cái chuẩn là không có W như cái sai của multi nè. À, đó được chưa, thì chuẩn có nghĩa là như thế này, là em đang sale là subdomain, nó không còn cái domain gốc, domain gốc là nó phải như thế này, hiểu không? Đó còn em W là em đang sale subdomain nha, nên đó là cái lỗi bữa trước anh có nói trong cái phần technical sale á. Chờ anh xíu nha, anh bật lại sẵn nói cho bạn cái lỗi này luôn nha, thì các bạn nắm bài lại luôn nha. Đây nè, một cái website ha, đó một vài điều mà cần phải chú ý trong cái vấn đề website. Đầu tiên là cái chuẩn HTTPS này ha, đó hiện tại bây giờ cái thị trường mình á là nó bắt buộc chạy HTTPS, các bạn nào mà không có HTTPS là nó vô chương trình gì Chrome nào nó chặn lại hết, nó báo là không bảo mật, các bạn muốn muốn link qua hay không á. À, thấy trường hợp đó đúng không? Đó, Đó thì bị trường hợp như vậy á, là dẫn đến khách hàng nó truy cập cho nó tưởng nó virus nó thoát ra ngay, hiểu không? Thì dẫn đến là nó không truy cập website của mình ha. Rồi đó thì HTTPS thì các bạn có thể mua mua bản quyền hoặc là bạn sử dụng tên những cái hosting của mình đó. Hiện tại một số hosting mình bây giờ nó hỗ trợ rồi ha. Đó rồi tiếp tục cái đường link này các bạn thấy không, HTTP rồi www hai cái domain thì URL này các bạn phải là duy nhất ha, thì các bạn có thể chọn không không có W cũng được hoặc là có W ha. Đó
mà phải duy trì liên tục trong quá trình mình làm sale ha, mình không được thay đổi, được chưa? Rồi đó, đó là những cái phần mà mình cần phải lưu ý ha, về tốc độ của tốc độ load của trang web ha, chậm quá thì người dùng họ cũng thoát ra luôn ha, cái đó thì liên quan tới máy chủ rồi, khai báo robot TXT này ha. Đó, đó là những cái mà các bạn phải làm xem map đó. Rồi đó là những cái lưu ý ha. Rồi quay lại cái vấn đề về kết website ha. Tân Thuận đây, hiện tại cái điểm về cái điểm domain của em á nó là 17. Thường ở thị trường Việt Nam mình á thì nó tầm khoảng 50 trở lại là hết hết cỡ, không có ai vượt á. Nước ngoài thì có thể họ 90 chín mấy cũng có, ví dụ như các bạn check domain WordPress á, thì phải WordPress.com á ha, có thể 90. Thì cái điểm này các bạn hiểu nôm na chứ anh, là cái điểm này mà càng cao á thì chứng tỏ cái website của bạn, thứ nhất là cái tuổi đời nó cao đó. Thì tên miền nó tính giống như tuổi đời của con người á, cứ mỗi một năm thì bạn sẽ được một thống kê website, hiểu không? Một năm ví dụ như có cái trang web này để expire domain á, các bạn có thể dùng cái web này để các bạn check cái tuổi thọ cái domain của bạn ha. Expire domain nè, expire domain ha, chấm net ha, đó để bạn tạo tài khoản trên này. Đó thì các bạn check check domain trên này ha, search domain trên này ha. Đó, thì cái này thường sẽ qua cái tuần mà mình học về dựng VPN đâu á, phục hồi VPN đâu á, thì mình sẽ học cái này ha. Rồi thì quay lại cái tuổi đời domain ha, biết được tuổi đời domain của tân thuận.com.vn này ha. Rồi sẽ có traffic nè ha, 3.500, 3.500 cái traffic trung bình ha. Đó rồi keyword của em hiện tại là em được là 284 cái keyword, được chưa? Rồi click vô keyword này á thì nó sẽ ra những thông số, ví dụ như Tân Thuận nè đó, ngày khu chế xuất Tân Thuận nè, được chưa? Rồi thì có nghĩa là sao, có nghĩa là cái tên thương hiệu của em nó trùng với cái tên của khu chế xuất. Thấy không? Người ta hay lầm tưởng là cái tên thương hiệu này ha, khu chế xuất luôn à. Cái đó thì anh không không biết cái bên trong hoạt động như thế nào ha, thì anh nói như vậy ha. Đó thì có nghĩa là với một người đi phân tích á, phân tích web á đó, đó thì làm những công việc như anh á, nghe nhìn vô biết chỉ số nó như thế nào, thấy không? Tuy là không biết cái tình hình bên trong của em hoạt động là nó như thế nào ha, nhưng mà anh biết được là cái này là nó thuộc về khu chế xuất Tân Thuận nè, đúng không? Đó, quận 7 đâu nè, thì lên top là những key này rồi nè. À, nhìn sơ bộ thấy lên top những key này nè, thấy không? Position nè, vị trí bao nhiêu nhiêu nè, nó cần thì sắp xếp cái này vô ha. Đó rồi, đó sắp xếp vô ha, vị trí cao nhất là 1111, thấy không? Rồi thì để mà chắc, để mà nó có phải lên top hay không thì em có thể copy cái cụm từ khóa này ha. Cách mà kiểm tra từ khóa lên top nha các bạn, các bạn có thể là vô chế độ ẩn danh ha, ẩn danh đi các bạn tìm đó, bắt vô được chưa? Rồi các bạn coi thử Tân Thuận này ha, đúng không? Đúng của em không? Tân Thuận chấm cơm này đúng không? Đúng rồi. Đó rồi thì khi mà mình nắm, có nghĩa là anh đang nói các bạn chung quy lại là các bạn nắm công cụ là như vậy, có nghĩa mình làm mình chết tới đâu mình phải biết số liệu như thế nào, được chưa?
Rồi cần 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 mà xuất cái này ra thì mình ép bọt cái này ra, có chữ ép bọt cái chỗ này nè đó, mình ép bọt ra. Rồi tiếp theo á, để phân tích lại cái bay này á, thì mình biết được là bao nhiêu cái Bắc Linh đi về cái bay này ha. Tiếp tục mình phân tích tới Bắc Linh nè, thì nãy giờ anh đang hướng dẫn bạn demo của bạn là phân tích keyword đầu tiên ha. Đó. Rồi tiếp tục mình đi tới phân tích Bắc Linh. Rồi Bắc Linh á, thì các bạn có thể vô cái phần dưới Bắc Linh này ha, ngay chỗ khu vực Bắc Linh là Linh Building thấy không? Còn không thì các bạn xem một Bắc Linh như thế này, có cái phần là 529 nè, nhấp vô đây. Ừ, thì chứng tỏ size này á, nó được là 529 cái Bắc Linh đang về đó. Thì Bắc Linh nãy anh có giải thích rồi ha, thì các bạn check vô nhấp vô đây á, thì đang thấy là Bắc Linh này nó đang 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 về tiếp là 38% nữa nè. Rồi refer domain á, có tới 132 cái domain đang refer, là đang rõ về cái tên miền của bạn, được chưa? Đó, thì cần xem những tên domain nào bạn nhấp vô cái domain này ha. Thì nó sẽ sổ ra cái danh sách cái domain đây, ha, danh sách domain đó. Rồi danh sách domain đó, thì các bạn sẽ thấy được cái số lượng backlink về trang của bạn. Ở đây nó có 90 nè ha, 90 backlink. Được chưa? Có nghĩa là tương ứng với cái domain Yellow Bay này, nó có 90 cái link đi về cái trang của mình. Đúng rồi, trở về cái link của mình thì các bạn muốn biết rõ về link nào nhấp vô đây cái nữa. Đó, thì nó trở về đâu? Nè, trở về trang chủ không phải không? Được chưa? Và cái test nó là cái gì, link thai nó là cái test, cái kiểu test ha. Nó cần xem nào phải cái link nào thì bạn nhấp vô đây, nhấp vô đây để mình xem luôn đó. Thì có nghĩa là giống như là nó lấy cái domain của mình đó, cái này á. Chỗ này luôn đúng không em? Cái này phải logo này em ta, không phải thuận đây đúng không nè, đúng không đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái gì, đây là giống như những cái backlink mà nó cho riêng các bạn. Riêng ở đây là sao, là các bạn hiểu là khi mà mình thành lập một công ty, một doanh nghiệp á, thường á là mấy cái trang vàng hoặc là trang hồ sơ doanh nghiệp á, nó sẽ lấy của mình tự động gắn lên à, hiểu ý không? Để gì nó có thông tin của doanh nghiệp trên đây à. Trang vàng là giống như trang môi giới vậy à. Nó kể nghĩa là nó thu thập thông tin tất cả các công ty nó đưa lên đây, rồi sau đó nó chào mình dịch vụ, có thể là làm website, có thể là sale backlink, hoặc là để lên top trang vàng vị trí bao nhiêu á đó. Đó thì còn còn không thì nó cứ lấy nó nhét lên thôi như thế này ha. Đó thì này anh mới nói là backlink này gọi là re á, nó cho re mình á ha. Đó rồi vậy là cái phần backlink nha. Đó thì em sẽ biết được là bao nhiêu cái link này ha. Rồi về đâu, về đâu. Rồi trong link á thì các bạn để ý mình có cái follow và no follow ha, mấy cái này nhớ note lại giúp anh nha, nó quan trọng nha. Follow và no follow thì mặc định những cái trang á mà nó đi bắt link về mình á, thì hầu như nó là follow hết, follow tức là cho phép á, được chưa? Rồi những cái trang mà nó để no follow á là nó vẫn cho bắt link về, nhưng mà nó không cho phép cái sức mạnh nó về 100%, các bạn hiểu không? Nghĩa là nó chặn lại. À, thường thì các bạn thấy là những cái báo của mình á, như VnExpress hoặc là 24 giờ đó, được chưa? Những cái đó mà các bạn đi đi lên đó, nó đều chặn về bằng cách nó gán cái thuật tính vô cái đường link. Hồi sáng anh có nói các bạn nhớ không, hồi sáng anh có nói là trong cái đường link nó có một cái thuật tính là real á,
Reel bằng follow hoặc no follow các bạn nhớ không? Nè, zoom ra chỗ này, cách kiểm coi lại cái này. Tùy theo website có cài cái thuộc tính hay không nha. Đây, đó. Có thuộc tính là data link bằng internal link luôn này không? Có chữ internal link luôn các bạn thấy không? Internal link thì chứng tỏ là nó nội link. Được chưa? Rồi có cái thuộc tính là external link như sáng anh có nói các bạn đây. Space nè, đây. Các bạn thấy là gì? Máy tính nhấp vô bay ra tiết kiệm thời gian đây nè các bạn thấy nè ha, nó có chữ gì external link các bạn thấy không, và nó gắn cái thuộc tính là no follow vô thấy không? Ok không? Tới đây ok chưa các bạn à? Ok chưa tiếng à, thấy cười cười vậy hả? Không có tôi mấy bạn thực hành khó quá ha, này chịu khó giúp anh ha. Hát rép rồi các bạn vào được không, hai các bạn vào hát rép giúp anh thử đây, hát rép xài miễn phí thử đây được không? Thằng này thì nó cho đăng ký một cái Gmail á, sẵn có các bạn tương tác nhiều dễ hơn, còn anh đang dạy các bạn nhiều khi các bạn không có tool á nên nó cũng hơi khó lắm. Rồi đâu các bạn thử vào Ahrefs, các bạn lấy cái Gmail các bạn á, các bạn đăng ký giùm anh một cái tài khoản miễn phí thử đấy. Ừ, vô chữ Ahrefs này ha, chỗ này nè, thấy không? Đó, các bạn setup giùm anh một cái tài khoản miễn phí rồi free à, setup free à. Được không? Thử đi. Ok Phụng anh? Em có tài khoản Ahrefs không? Ừ. Đó được chưa, hiệp được chưa bạn, tiếng đầu bạn đọc được chưa? Ừ. Đó. Này, có nghĩa là như thế này nè, nó nói là tất cả các tool của mình á là bây giờ nó đang giá rất cao, thì chung sau đó thì nhà giá các bạn nó lại nhiều phí sao rồi.
Du khách đi anh giải thích được luôn. Rồi, thao tác. Một ngày em nhìn thấy mấy cái là ta. Nha. Con sẽ có con sẽ không? Thao tác với anh đi nha. Thao tác với anh để mình nắm. Về mình tự mình phân tích nha. Chung quy lại cái việc làm sale của mình đó là mình phải xong cái phần về content phân tích được từ khóa thì chính thành mình phải phân tích được bắt link hoặc là phân tích đối thủ ha. Đó mình đi từng bước sáng hôm nay cho bạn học thôi đó thì anh chỉ hết mấy tuần này luôn để gì để cho bạn thực hành không nó sang đường sau thì tiến hành mình cần tên rồi tôi những cái nào chưa hiểu thì tôi đó thì tiếp tục vô hỏi này người của anh hiểu không để mình hiểu để mình nói tôi nha. Đây là những cái tool mà cơ bản trong cái việc làm sale đó ha. Thì anh nói là lần nữa tôi đó là biết mình hay gì mình phải kiểm tra đánh giá năng lực của mình thấm đề là làm việc mình thì giờ thì tôi có thể làm xét ha nó xét từ website mình nhất định gì bắt đầu đi bắt đầu học thì việc đề có những cái bắt linh hồi nãy anh nói với các bạn những cái bắt linh đến người ta cho mà ta cho mình đâu có cần phải bỏ tiền ra đi nhưng mà mình vẫn có backlink ha. này nó phàn cổ nó tốn nó khen ghê luôn. Rồi giờ bạn mấy hai bài hiệp với bằng tiếng vô được chưa? Bác xác nhận đúng không? Bác xác nhận thì đó nhất verify bác có được chữ verify verify rồi rồi em cứ biên chuyển HTML lên xuống rồi tải cái file đó về rồi vô cái phần mà quản lý file nhớ nhớ là vừa lúc biên quản lý file là rất kỹ các bạn không nên xuống và xác minh lên rồi ứng dụng em tải file HTML ngay cái đó cũng được em chơi được cũng muốn làm được tải file về rồi vô lại mình bằng quản trị website mình cập cho các bạn xong mình vô phần như những cái phần là file nước tin file rồi sau giờ mình kéo cái thiệt tin nó lên bỏ mình bỏ ra ngoài một cái tin đúng không rồi quay trở lại file quay trở lại xem bỏ rất nhẹ rồi
Thì cái này là nó là bị giới hạn nha, giới hạn nó không, tuy là mình đọc để mình biết thì chỉ số là còn mình cũng chết được, mình phải mua nha. Đó. Rồi nhấp nhấp vô lúc sau rồi được rồi, nó hao cái loại các cái nào cái loại cái gì cao đi rồi giờ. Sao nghe là rất khác vậy? Kìa. Có website có vấn đề hiện tại lại cho nó đấy. Lại nhập kiến á, nhập phần là tình mở rồi tình mở nơi để mình mở xuống file xa chưa rồi trong thì kéo kéo nghe nghe cái nào là một cái và quay trở lại về ta thấy tổng thống chính là cái kiện vâng mẫu ạ rồi về đó rồi nhắc nhở nhưng nó vừa lên 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 như sau thì anh chết được nâng ra cách khác nhìn là lúc khác mình cũng cái này mình cái này mình thôi mình chỉ hướng với em thôi, chỉ hướng cả mình hướng với không biết hướng với rồi cái này là sẽ đưa ra mình sẽ tổng nhất mình cái số không gần lại thôi cái bạn hôm nay làm được này tại vì cái kiến là nó bị lắm rồi cái lời các quên thì có số liệu lắm thế là mục tiêu anh muốn cái bạn cài nó để các bạn sử dụng cái rác này hiểu không, còn cái các bạn thì chưa số liệu nó thì bạn chết không được được chưa. Trời thì quay vào phần hai rác này coi với mình nè, thì cũng giống như những công cụ kia ha, mình có phần là overview ha, giải thích nè ha, đó. Thì đây nãy giờ anh nói với bạn có hai cái chỉ số thấy không, các bạn thấy không, UR, DR được chưa đó. Thì để mà xem tiếng Việt thì các bạn cũng vậy, dịch thôi, translate thôi ha, đó. Rồi thì đây nó sẽ nói về gì, xếp hạng tên miền cho thấy sức mạnh của hồ sơ liên kết ngược của trang web ha, có nghĩa là để mà lên chỉ số như thế này thì nó cần là những cái website cũng có chỉ số tương đương như thế này hoặc lớn như hơn thế này đi bắt link về cho website của mình được chưa, thì cái chỉ số này nó sẽ tăng trưởng lên, bạn hiểu không, hiểu ý mình nè. Và có một điều bạn lưu ý mình chỗ này, chỉ số mình nó tăng trưởng như thế này chưa chắc gì website của mình lên top nha, nó hiểu ý anh một điều ha. Được chưa, có những website chỉ số này rất cao nhưng mà không nâng top những cái từ khóa của mình làm sale, được không? Và ngược lại có những website nó chỉ số này nhiều khi nó không có luôn, nó vẫn lên top những cái từ khóa mình sale, được không ha. Thì tóm lại một vấn đề, các bạn xem tool này á thì chỉ đánh giá là những chỉ số này thấy website mình nó tăng trưởng đâu đó là có sự tăng trưởng đúng không, đó.
Còn cái phần quyết định từ khóa top hay này kia nọ thì không không nhất thiết là những này nó cao mà nó top nha, lưu ý mình ha, được chưa? Tại vì có những website hiện tại bây giờ mấy cái bạn làm sale mới á, bạn làm trong vòng khoảng vài tháng thôi mà những chỉ số này nó cũng không có luôn mà nó vẫn lên top những cái từ khóa sale, được chưa? Nè, sao mình cũng mất lâu rồi. Web lâu đời thì chúng chưa chắc mà web làm sale mới được nha. Làm sao đâu được. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh đã đi backlink trên cái domain này rồi, hiểu không? Thì nó mới có được những cái chỉ số như thế này ha, được chưa? Rồi tiếp tục là các bạn tìm hiểu cái chỉ số UR ha. À, UR có nghĩa là cho biết sức mạnh hồ sơ liên kết ngược của trang web mục tiêu ha, trên cái thang điểm 100 đó. Đánh giá chỉ số này trên 100 thì hàng này với hàng xem rớt hồi nãy anh có chỉ các bạn á, thì nó cũng giống giống như nhau thôi ha. Rồi nắm được anh vấn đề tới đây chưa ha? Đây là cái overview, thì nhìn vô cái overview á thì các bạn sẽ thấy được đánh giá tổng quan ha, tổng quan của một website đó. Ví dụ như cái a kép thì nó mạnh về backlink, thì có khi các bạn chép bên hàng xem rớt á thì cái backlink á, nó lại thấp hơn bên Ahrefs, tại Ahrefs nó rất mạnh về backlink ha, nói rồi ha, Ahrefs nó rất mạnh về backlink đó. Thì hai cái tool này á, chung quy là nó là hai tool này á, nó giống giống nhau à, tương tự nhau chứ không có gì khác nhau á, được chưa? Hiểu một tool thì các bạn sẽ hiểu được tool kia. Còn những cái chỉ số này á, chỉ qua nó khác nhau á, là do cái quá trình nó viết cái con robot nó tìm kiếm á, nó thu thập thông tin nhiều hay ít ha. Nên thành ra là những cái chỉ số này nó sẽ khác nhau thôi chứ không có vấn đề gì, được chưa? Mà hiểu cơ chế của hai cái tool này á là để giúp mình ha đánh giá tổng thể website, có thể là đánh giá website của mình hoặc là đánh giá website của đối thủ ha, mình có thể kiểm tra chính mình, được chưa? Rồi thì tương tự nó cũng có organic keyword ha đó. Rồi refer domain thì các bạn cũng thấy nè, ở đây có 426 cái, được chưa? Refer domain tức là cái domain một cái nơi đó trỏ về mình nè, anh giải thích này ha, hay gọi là external link, nó cũng cũng là nó luôn. External link là cũng một cái domain nào đó đi về cái domain của mình ha, hoặc là domain của mình đi ra một cái domain khác, được chưa? Đó rồi thì hàng Ahrefs này nó mạnh về vấn đề về chết backlink ha các bạn ha, mạnh về vấn đề chết backlink nha. Thì backlink thì bạn nhấp vô chỗ backlink nè, các bạn cần xem những số liệu gì ấy, bạn nhấp vô ha. Còn cái Ahrefs rank này thì nó tính là cái gì, nó tính ở tổng tất cả các cái domain mà cùng cái lĩnh vực mà sửa máy tính á đó. Đó nó giống như Alexa, các bạn biết Alexa, Alexa cũng vậy, có nghĩa là bữa anh có giải thích các bạn hiểu không, trong cái thư viện của mình á các bạn, anh ví dụ như trong thư viện của mình thì nó có rất là nhiều sách đúng không, rồi nó đưa vô ví dụ như sách văn, sách toán, sách lý, sách hóa đúng không, thì trong cái thư viện như vậy á, mỗi cái lĩnh vực á nó có 1.000 cái cuốn sách ở trong đó, các bạn hiểu không? Đó thì những cuốn sách nào hay á nó sẽ đưa lên top 1, 2, 3, 4 gì đó, thấy không? Thì cái chỉ số mà Ahrefs Rank này hoặc là chỉ số của Google có chỉ số Alexa thì nó càng gọi là nó càng nhỏ ha, nó càng nhỏ thì cái website chứng tỏ là cái domain website nó rất là mạnh, được chưa? Nó càng càng mạnh ha. Rồi rồi thì tiếp tục các bạn sẽ thấy cái phần là backlink này ha, thì hai chỉ số này thì nó nói là vấn đề về domain hoặc cái URL này ha, được chưa? Chính xác là cái URL này bạn đang chết này ha. Còn ví dụ như khi mà bạn qua một cái URL khác thì nó là khác nha, nó khác chỉ số khác nha. Để anh cho các bạn xem luôn nha. Em trước mình là số khác Đúng rồi, nó sẽ ra số khác. Ha. Đó. Đây. Ví dụ như anh lít vô cái thằng backlink của anh á, được chưa? Rồi ví dụ như anh xem cái link này đi, bạn xem kỹ để ý anh những phần này nha, này quan trọng ha. Đó, mình nắm tool mà mình không biết nó làm gì đó là xong luôn mình.
nó không hỗ trợ công việc cho mình được gì ha. Rồi các bạn thấy nè, đó cái chỉ số nãy anh cho các bạn xem á, với một cái domain gốc ha, domain gốc đây các bạn phân biệt giúp anh nha, cái domain gốc ha, hay người ta ta gọi là root domain á, là nó với lại cái link mà link một cái URL á, nó khác nhau ha. URL bao giờ cũng là cái domain, rồi phía sau là cái đường link ha, phía sau là cái những cái chữ như thế này ha, tương ứng với cái bài gì đó, thì sẽ mình sẽ được cái URL đó ha. Rồi để bạn thấy hai chỉ số này ha, theo 33 30 được chưa, rồi cái domain URL là 35 30 không, nó khác nhau không ha. Rồi tiếp tục các bạn thấy gì, cái refer domain nó cũng vậy nè, rồi chỉ số backlink nó cũng vậy nè ha, nó khác nhau. Thì bao giờ cái domain gốc nó cũng sẽ những chỉ số này nó cao hơn, lý do là bao giờ mình cũng đi backlink nhiều về cái đồ cái trang chủ. Được chưa, đây đây có cái những con số thống kê ha, thống kê backlink nè, thì các bạn thấy là có đến 93 cái domain và nó chiếm là 22% ha, có nghĩa là tổng là 426 cái domain đúng không đó, nhưng mà anh đã có đến là 93 cái đang đi về cái domain trang chủ và 90 cái đi về cái bay là sửa máy tính, được chưa ha, thì nó chia tỷ lệ ra chiếm bao nhiêu phần trăm, được không hiểu đây ha. Rồi đây tiếp tục là cái phần anh đang giúp các bạn check backlink nha. À. Rồi thì backlink á, thì các bạn sẽ check được là gì, những cái domain nào nó đang đi backlink về cho mình này không, ví dụ đây anh có cái domain này không, top 10 HCM đây, anh mở nó ra được chưa, thì khi mà cái gì mình đang làm thao tác này có nghĩa là mình đang check đối thủ của mình. À, hiểu ý nè, thường là check đối thủ của mình đang check cho chính mình là một, mình đang check cho mình check đối thủ cũng 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 được hiểu không, mình check đối thủ để làm gì, ví dụ như anh là một cái ông B đó, anh cũng muốn làm một cái lĩnh vực sale là sửa máy tính được không, anh phát hiện ông Tùng Phát này ổng mạnh quá, anh muốn check ổng để anh biết ổng là đi bắt linh trên những sai nào, được chưa, thì ví dụ như thị trường bây giờ là hay có cái dịch vụ GetBot á các bạn ha, thì tới cái bữa mà học Bắc Linh á thì anh sẽ nói sâu vấn đề này ha, có em các bạn hiểu là có nghĩa là sẽ có những đơn vị cung cấp cho mình những cái dịch vụ Bắc Linh được chưa, đó thì họ xây những site này, ví dụ như site này anh đang đi mua của bên kia nè đó, anh đặt Bắc Linh về được chưa ha, đó thì dùng cái tool này á thì mình sẽ check được những cái phần link như vậy, biết được đối thủ đi trên những sai nào để gì, để mình đưa ra chiến lược hoặc là chính sách hoặc là đề xuất cho công ty của mình, ví dụ mình check mình biết được à, cái thằng đối thủ mình nó mua 100 cái domain trên những sai gì gì gì, rồi mình liệt kê đưa ông ship mình em thấy nó làm như này đó, em đề xuất anh mua bên đây như nào đó được chưa đó, với chi phí như nào đó thì cân nhắc ha để em mua đó được chưa, hiểu ý anh chưa, thì mình check bắt link đó là mình để mình biết được như vậy ha, ok chưa. Rồi rồi ở đây có cái bay tự nhiên tùngphát.com nữa ha, đó thì anh có làm một cái bay bên tùngphát.com đi bắt lên về được chưa, rồi tìm việc nữa nè đó ha, thì để mình xem cái domain nào thì mình cứ click vô ha, mình mở nó lên thôi ha, nó sẽ chạy qua đó thì mình biết được là những cái sai này được chưa, những cái domain sai này à, ok chưa, cái đây có gì không hiểu không các bạn, đúng rồi mình bật lên á, mình coi những này nè, mình tìm số điện thoại của nó ở dưới website này mình liên hệ, à, bây giờ tôi muốn đi cái bài trên site của anh thì bao nhiêu tiền hiểu không, đó mình liên hệ làm việc hoặc là mình qua trung gian thứ ba ha, trung gian thứ ba để mình mua ok chưa.
Đó, thì cái việc đó là cái việc mình check backlink ha. Check backlink này á thì mình check cái này hiện tại đang đang check trên cái domain gốc. Còn check trực tiếp trên cái bay sale á, ví dụ anh biết đối thủ anh đang sale cái bay là sửa máy tính này đang lên top. Thấy không? Thì anh check bay sale này nữa lại lại khác nữa. Thì anh cũng tiếp tục là kiểm tra refer domain của nó. Ha. Đó, coi nó đang refer domain về những cái domain nào refer về. Rồi sau đó anh cũng bật lên anh coi từng cái domain. Được chưa? Đó. Nè, các bạn thấy domain nước ngoài thấy không? Có cái DR tới 94 thấy không? Đó. Được chưa? Thì những domain này chỉ số cao này là những cái domain này nó nằm trong danh sách domain miễn phí ha. Rồi tới cái buổi mà anh cho các bạn xây dựng backlink á thì các bạn sẽ làm quen những cái domain này. Được chưa? Rồi, ok. Quay lại cái vấn đề tiếp tục ha, tiếp tục là những cái thông số về Ahrefs các bạn cần note lại giúp anh nha. Chủ yếu những cái thằng trên đây là các bạn note trên đây được rồi. Còn đi chuyên sâu vô phân tích nhiều thứ lắm ha. Thì các bạn qua thời gian bạn trải nghiệm á, các bạn làm thì các bạn nghiên cứu thêm ha, nghiên cứu thêm những thông số này. Không thể nào mà một buổi này em dạy hết các bạn hết rồi các bạn gì không thực hành hay gì các bạn cũng quên hết à. Được chưa? Thì anh chỉ dạy cho các bạn những cái mà cơ bản nhất các bạn nắm ha, khi mà sử dụng công cụ nha. Ok rồi, anh lấy cái ví dụ như này ví dụ thực tế cho mình hiểu nha. Ví dụ như các bạn sẽ thấy những cái trang VnRed nè, được chưa? Thì những trang này các bạn hoàn toàn các bạn muốn đi bắt link lên đây vẫn được, hiểu ý nào, đi bắt link lên đây vẫn được, nhưng mà với điều kiện sao, các bạn phải tốn tiền rất là nhiều. À, tốn tiền rất nhiều bạn đi lên đây, ví dụ như để anh coi giao dịch cho thuê văn phòng tăng mạnh này, ví dụ đây để anh coi có dẫn link về thằng nào không. Không có. Doanh nghiệp thì có. Thường là những cái thằng báo á, ha, báo nó cho mình đi bắt link, các bạn hiểu không? Báo cho mình đi bắt link. Ví dụ thử đây. Nhưng mà báo để mà cái thuộc tính mà no follow với do follow á, các bạn hiểu giúp anh như thế này. Có nghĩa là nó vẫn cho mình đi bắt link tên tên cái size của nó, nhưng mà với điều kiện là nó không được cái sức mà thì nó trả lời mình thì nó hay dùng cái tính là đô đô để chặn lại ha. Các bạn hiểu mà nè, bắt link ha, bắt link như này nha, các bạn hiểu mà nè, một link A, một xe A, một xe B đúng không? Đúng không? Thì để mình sale đúng không? Làm đầu tiên cái xe A nó chưa có sức mạnh đúng không? Thì cái sai đó là cái mắc lên đó là giống như nó gọi lên đó là lâu lâu là không có hay mà bây giờ thì nói không kể đi là nó muốn xe của thằng mình tắt thì tất cả cũng có lên nhưng phải là ý tưởng xe này nó không nổi được lượng nha, cũng mắc lên là điện số 3 đó thì để không biết lượng đó thì cũng có cái thứ này. Thứ nhất là có cái thứ hai là tao cũng ăn
có tôi là dạ học tao là cái gì ý cái có thể được đó vì về này nó muốn xem nó muốn có sai nào bây giờ nó cần mua bác bên mua bác bên mặt đi thầy ăn cho cũng được ha mua cho tiền đấy đó thì nó như vậy thì đi vào thì coi như là để có thể được sai thì cái ký là một cái để ăn là cái sản phẩm và tao mới lại biết này đưa ra những tin về cho nó sáng lên dạ với những kỳ vọng thì đó là những kỳ vọng ví dụ như vậy tổ chức rất nhiều rồi đó thì khi mà dẫn lên này thì anh đặt cho anh muốn các bạn đang tìm cho lên à, với sai lên thì nó rất nhiều vọng rất nhiều rồi thì từ quá cũng sẽ được nâng cấp đó thì những ví số của mình là sao cho tốt nhất là có thể là một lần thì cái này thì nếu là cung cấp quyền dạ đó, nhưng mà khi đó mình đã cũng lên ra là mình cho hiểu bạn lên cái sau rồi nhưng mà nó bình thường muốn nó tiền cái sức mạnh ví dụ anh có cái gì lên cái ba thôi mà tiền qua là bằng tiền đó là ví dụ như sức mạnh nhân tiến nó thì nó tiến thì sức mạnh ra là người ta luôn năm hoặc một người ví dụ vậy thì lúc đó nó cái sai câu chuyện nó sẽ tăng hơn nên vì số ưu và bên sai nó sẽ tốt ví dụ là họ người viên nó giảm năm đến mười những vấn đề không chính xác được ngay tại vì cha không biết được giờ thì nguyên tắc là sẽ giảm xuống đó thì để mà anh không muốn nhận cái sức mạnh anh nhiều quá thì anh dùng cái luật tính là no follow vô dạ no follow cái luật tính này ha để gì để cho nó cản người nó cái sức mạnh bớt khóc nè dạ còn mặc định anh là anh không để gì đó là nó là luật vô mặc định anh không để cái tính vô cái view này anh có kiểm tra cho các bạn xem á nhá yeah. Có chuyện no follow nhớ nhớ không nó đi đồng hồ đó rồi cô rồi đó tôi cô đó để vô khác dạ có nghĩa là giống như mình bỏ bớt sức mạnh nó về cho cái sao cô thì hai quỷ là đó nên là thì bộ tết của bên miền sẽ có quỷ cho phần rồi được chưa Rồi tiếp tục là có cái phần là keyword khen, tiếp tục mà mình quan tâm cái phần keyword đây thì nó cũng giống bên Semrush nãy anh có nói ha. Đó keyword thì các bạn cũng sẽ thấy nè, volume này không, tương ứng keyword gì này ha, volume đây rồi tương ứng với cái đường link nào luôn. Rồi ở đây nó có cái là KD nè, KD có nghĩa là keyword deep khâu, có nghĩa là cái độ khó của keyword ha. Thì thông qua cái tool này nó mới chỉ kiếm cái độ khó như thế này, còn Google chỉ là thấp cao hoặc là trung bình nó mang cái cạnh tranh dạ còn không qua cái tool này hoặc cái tool của Seller thì nó có cái cột là KD keyword deep khâu. Thì khi mình làm SEO thì keyword nào mà nó trên nó có mức độ là trên 50 á ha, đây nó có nhiều mức độ, các bạn chịu khó đọc giúp anh như thế này nha. Ví dụ đây là những keyword là 29, 28 nè. Rồi ngay chỗ này nó có cái dấu dấu hỏi này ha. Đó. Thì nó tính là chỉ số là 100 nha. Từ 1 tới 100. Được chưa? Ha, đây, keyword DB khâu ha. Các bạn Google dịch dịch giúp anh. Dịch sang tiếng Việt ha. Thì anh giải thích nôm na cho các bạn hiểu là có nghĩa là chỉ số mà nó càng cao á, được chưa, thì cái độ khó từ khóa nó càng khó và mình SEO rất là khó lên top, được chưa, còn chỉ số mà thấp á, càng thấp á, thì mình SEO nó dễ lên đó. Thì trong quá trình làm SEO á, bạn nào đủ năng lực rồi á, thì cứ chọn key khó mình chơi, được không, còn chưa đủ năng lực thì mình cứ chọn key nhỏ nhỏ mình đánh ha. Đấy thì để mà tìm hiểu sâu thêm về
Về Ahrefs thì anh khuyên các bạn trong cái phần Ahrefs này nó có một blog này ha, kết hợp với những cái kiến thức của anh cộng với cái blog trên Ahrefs này, các bạn nếu mà bạn nào muốn đi theo mà cách làm của Ahrefs á, làm SEO Ahrefs á, thì các bạn vô cái phần là resource blog nè đó, các bạn nghiên cứu thêm những cái kiến thức về SEO đây ha, nó là cái gì ha, như thế nào á đó, thì nó có cũng anh thấy cũng khá đầy hay và khá đầy đủ đó, 8 yếu tố xếp hạng Google đã được công nhận này, xác nhận này không đó, hướng dẫn SEO đơn giản để tiếp thị sự kiện thành công nè, được chưa đó, rồi nó hướng dẫn mình phân tích từ khóa luôn như nào đó, thì này các bạn nên cập nhật thêm ha, được chưa đó, nên học thêm cập nhật thêm rồi, thì quay lại Ahrefs ha. Thì khi quật tiếp hay không nó như vậy, nó sẽ đây giúp mình xác định cái độ khó ha, 88 luôn ha, 85, 88, những kỳ quật này rất khó lên top, được chưa, độ khó càng cao là mình làm rất khó lên top. Hết pin này. Rồi, Ahrefs ha, tiếp tục là phân tích backlink và phân tích keyword ha. Thì nãy có câu hỏi của Lộc á, nó có nên dùng keyword của Ahrefs hay không á, Thì anh giải thích cho em bài hát. Rồi, thì các bạn dành 5-10 phút vậy bạn thực hành Ahrefs mà đi. Lít vô về check thử chức năng thử như nào đó. Overview nè. Ha. Đây là hai cái chức năng cơ bản nhất. Tới cái buổi mà phân tích đối thủ hay gì thì anh nói sẽ nói sâu vào những chỉ số phân tích đối thủ. Ha. Còn hôm nay là anh chỉ là review cho các bạn là những cái chức năng thường là một cái tool các bạn nên cần nắm những chỗ nào. Ha. Đó là về các bạn thực hành thêm giúp anh. Rồi cái vấn đề nào chưa hiểu thì anh em mình sẽ vào. Giờ mình Thì mình thấy anh có một cái đầu đầu em nó chắc mình sẽ như là không biết em đã bỏ cái đó là em từ đi đại chắc chỉ muốn chỉ có cái thằng không có mình biết chứ mà xem là không em để xem là có nghĩa là tùy theo ví dụ như là sức tự nhiên là mình thích đó thì biết là mình làm đâu mình chỉ thứ là thằng không muốn không có cái gì tại vì có những cái quá mình mặc định nó đi bỏ đó mình tập bằng cách không biết cái gì nhưng mình thử chết ở dưới phòng ở dưới thì chạy qua cái gì không 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 có đó thì bây giờ là em rõ cái hướng dẫn để chuyển hướng từ
cái mà không có tiêu xài cái gì mà mình xem như là tháng một. Nói chung là không phải tháng một mà có nghĩa là hồi xưa người ta hay dùng cái kiểu như vậy, hiểu không? Còn bây giờ là người ta mới chuyển hết tất cả, người ta bỏ nó đi liền hết, nó có nghĩa là mình đi theo xu hướng đó. Mà bây giờ mình giữ lại á thì cũng được thôi, nhưng mà nó kiểu như là ví dụ như em gửi người ta để phim review kiểu như kia không được gọn á, không. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giảm cái sức mạnh của cái domain của mình, không. Domain gốc của mình là nó không có đúc tiêu tiêu, mà mặc định mình đưa lên chạy đúc tiêu tiêu rồi chấm tới cái gì đó. Tại vì em mua á, có phải em mua tên miền á là không có đúc tiêu tiêu không? Đó. Thì mình xem lại cái phần đó ha. Nó phụ thuộc vào sale nha. Tại vì sale á, hiện tại là anh thấy là anh web của em nó cũng có thứ hạng á, thì em phải cân nhắc nha. Chứ em chuyển hướng là nó rớt hết từ khóa gì đó là em mệt với ship em hay gì đó nha. Đó, coi lại nha. Tức là nó trùng lặp á. Nếu mà nếu mà nó mà hai cái trùng lặp với nhau á, thì em sale nó không lên top, hiểu không? Nè, ví dụ như em thấy thấy giới động nó duplicate á, nó duplicate cái đường link á, gọi là đường link không có thống nhất á. À, thì đó kiểm tra lại thôi, nếu mà nếu mà nó không bị thôi khỏi làm cũng được. Cái refer domain là cái thằng hiện tại cái thằng nó đi mất lên thị trường Refer domain sao? Nó domain là cái những cái thằng mà nó làm đó là những cái thằng mà nó đi mất lên thị trường. Đúng rồi, refer domain đó là những cái thằng mà nó đi bắt link về cho mình đó. Mà cái số lượng nó đi mình Có, nãy anh có cho em xem đó. vì số lượng là để số lượng tổng số lượng của từng thằng nó đi cho mình và mình sao nó được. Chờ anh xí, anh giải quyết từng vấn đề cho em cái nè. Ví dụ như anh đang nói vấn đề về WW này ha, có nghĩa là hai cái vấn đề về cái W và không có W á, thì hiện tại bây giờ là Google nè, nó coi hai cái vấn đề này là giống như hai cái website khác nhau, em hiểu nó không? Thì cùng cái tên miền nhưng mà nó là hai cái website khác nhau. Mà nếu mà em không thống nhất vấn đề này á, thì dẫn đến trường hợp là website nó bị trùng lặp, thấy không? Mà trùng lặp thì sale không bao giờ làm tốt được, thấy không? Hiện tại giờ xét về trường hợp web của em á là nó đang là www, được chưa? Tức là gõ không w nó vẫn chạy qua www, và gõ www thì nó vẫn chạy qua www, thì nó đang thống nhất cái tên miền là www, được chưa? Đó, đó là điều đầu tiên ha. Đó, rồi thì xét về mặt kỹ thuật đây này, thì có nghĩa là tên miền mà không có www á thường được gọi là tên miền rỗng ha, rồi tên miền có www á là tên miền máy chủ ha. À, bạn sẽ khó khó gắn tên miền phụ, ví dụ như em có những cái tên miền subdomain nữa, ví dụ abc gì đó, gắn www vô rồi abc lại chấm thêm cái tên miền của em thì nó rất khó. Yeah. Đó là cái những cái nhược điểm anh đang nói, những cái nhược điểm với cái tên miền mà em dính www á, được chưa? Rồi về cái ưu điểm á, thì em có thể coi nè. Thứ nhất là tên miền mà không chứa www á thì rất dễ nhớ và dễ nhập, yeah. Người dùng dễ dàng tìm kiếm hơn. Điều này sẽ giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tốt hơn là cái tên miền của trên các website có là www ha. Đó là đầu tiên. Rồi tiếp theo là tên miền không có www đang là xu thế hiện đại, thấy không? Có nghĩa là tất cả hệ thống website của Việt Nam mình hay nước ngoài mình á, thì nó đang chuyển, nó bỏ cái www hết rồi,
được chưa? Thì đó là cái xu thế ha. Rồi rồi hiện nay website cũng có xu hướng không cần hạn chế cookie của mình, do vậy tên miền không có chứa W sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn ha. Đó rồi ảnh hưởng bản ghi hay gì đó thì cái này cũng không quan trọng, thì chủ yếu anh nói em là hai vấn đề như vậy thôi. Thứ nhất là xu thế ha, tất cả cái hệ thống web mình đều là nó không W hết rồi, được chưa? Thì cái này em phải, trước khi mà em chuyển em phải cân nhắc nha, để chuyển nhiều khi nó rớt tóp hết ha. Rồi đứng về cái góc độ SEO á nè, đứng về góc độ SEO này ha, thì tên miền á, www sẽ có một chút lợi thế hơn là không có chứa www ha. Tuy nhiên lợi thế này cũng không quá nhiều, được chưa? Hiệu suất trải nghiệm người dùng tốt hơn và đến từ những cái tên miền mà không chứa www, được chưa? Đứng về góc độ của SEO có nghĩa là để người ta truy cập vô cái tên miền mà nó không có www thì người ta dễ truy cập hơn ha, được ha, hiểu những vấn đề đó. Thì tùy theo em xem xét ha. Cái này thì anh dạy, anh không khuyên là 100% em phải chuyển qua, được chưa? Thì thôi vì em lỡ em chuyển qua em đổi thừa anh anh dạy chuyển qua hết thì kỳ ha, nha, nhớ cân nhắc đó. Thì trước mắt là anh nói em là hiện tại xu hướng là ha, không có ai sử dụng www không, như web bạn nãy cũng vậy và kể cả anh cũng vậy, anh không sử dụng www, được chưa? Thì đó là xu hướng, và SEO thì giúp cho người dùng họ dễ truy cập hơn đó. Nhiều khi họ gõ mà không có www mà nó chạy qua cái phần không có www luôn á, là hai tên miền em hiện tại đang tồn tại song song đó, thì dẫn đến trùng lặp cái chỗ đó à, nên mình phải thống nhất là như vậy. Rồi về tiếp tục quay lại cái vấn đề em hỏi em là gì? Lên đầu ra lúc mà thích vô thì nó để 117 kết quả từ cái thằng thích gì thì thích hồn lẩu ở trong chương trình như vậy rồi. Con nó con xe ba computer nó đã là như cái thằng này nó dưới computer mà nữa anh thì đặt cái computer để dẫn lên về cho mình sẽ đúng mà những cái thằng này thì chắc có mình có cần đưa máy áo của mình ra rồi đưa nó kéo bên mình xuống. Ừ thì nguyên tắc là nó quá thì mình đỡ nha ha, buổi nó có nó em có bị rồi mẹ không? Thì nó cho là đơn giản có nghĩa là nhất là mình đang sử dụng phải những cái nên là mình không được biết những cái đó là mình không được biết những cái đó là phát hiện ra những cái đó là mình không được biết những cái đó sau thì nó đang đặt đầu mình chết lại trong cái tình hình chết lại trong cái tình hình mình bao giờ cũng rất là trong này rất chi tiết cái phần bên tay bên này số là cái này
nó không chỗ là vậy là sao để làm sao để cũng xét được xem là nó mặt trời như thế nào thì phải là nó phải chi tiết chứ chi tiết mới biết được chứ là mình có hộp số mình kêu anh nói mình cũng đâu biết được không đó nè. ví dụ như cái chết chưa hoặc là chỉ chết được tạo Nghe gọi là nè, lên nghe nè, ví dụ như list vô tất cả các referral domain được chưa, thì anh phát hiện link hay nè, nó đang đặt các link về anh được chưa, thì link target nó có 297 link đó, thì khi mình nhấp vô đây á được chưa, thì nó sẽ sổ ra đây là những cái link nè, những cái bài của nó nè được chưa, thì anh bật lên nó anh bật lên thì có những cho các bạn mua là xúc đúng rồi đó, hiểu không? được Thì như vậy thì mình sẽ bị đâu có biết được đâu. Thấy những link 403 này của nó hầu như nó bị lỗi hết. rồi nên được quét sao Mình nên chặn bắt link đó ha. Buổi sau này có phần chặn bắt link đó. Em học buổi đó chưa ta? Đó, cái đó là mình chặn bắt link đó ha. Đây nè, ví dụ như thằng Tùng Phát .com này cho dễ hiểu nè. Rồi, để coi nó còn cho miễn phí không. Rồi, được chưa? Rồi, thì anh chép thằng Tùng Phát này, được chưa? Anh biết nó đặt là 33 link về cái web của anh nè. Được chưa? Đó, rồi, anh mở link này lên. Open lên. Được chưa? Rồi, đấy, đây là cái bài của nó đặt nè. Đây. Không, anh biết ngay. Đó cứ nghe hàng này nó đều là của anh hết, nhưng mà nếu như thế thì không động như thật mà chết cho mấy qua thì biết ngay đối thủ này sẽ với cái độ hiệu quả của nó là chắc sẽ chưa số được rồi xét độ hiệu quả đúng không cái đại đó mà nó kéo được rồi là nó hiệu quả thì đặc biệt hiệu quả nên nó bây giờ mình chắc cái quát đó tiếng với lại hiện đó thì chỉ khó về họ ra đầu tư nếu mà cái lối này và thì mới được thành công rồi cái điều này là làm những người các bạn học gia những người bạn tới đó nên kiểu là như là không nhưng mà là trên đất là không được đại đá trên đất đó trên đất là như là như vậy cái gì à sao sẽ ứng dụng em còn có luôn nữa cái mà đó em còn có luôn nữa mà à đương nhiên thì cái nhận thấy chuyện cái đó không có được đâu vô cái thành công luôn không có phải tôi đang mong nó luôn tại vì vô xin đó là vô là mình như bằng này vô mở program là vô mình cũng thấy nó điểm gì còn sống với là đây nó không đây những cái gì thì là người lớn không có cảm nghĩ gì luôn là học cũng như quá là sống rồi rồi được chưa các bạn, được ha, thì đó là xem rớt hả? Để xí này qua xem rớt nha. Đây, xem rớt. Nó thể hiện cái author này, authority score này. Ha, đó. Nó khác với ngã rep nha. Hiểu không? Khác khác đôi nét thôi. Cứ là cơ chế hoạt động của xem rớt với lại a rep nó giống nhau. Mà cũng nghĩa là chúng mình đi check comment nè, chết từ khóa nè, chết bắt link nè, đó là những cái đó, hiểu không? Còn đi vô chi tiết thì mỗi hạng cách nó mua cái khác nhau và những cái thông số kỹ thuật nó khác nhau một tí.
Đây, các bạn nắm làm cái này nha. Đó. Rồi thì tiến vô được cái phần xem rết chưa? Chưa luôn hả? Đây nè, đó. Phát link em thấy không? Dịch sang tiếng Việt. Nghe bạn nào không biết thì dịch sang tiếng Việt nha. Nó tổng quan phát link để anh sẽ test rồi. Tên miền giới thiệu thì hơi ha. Không vâng, những chữ số này. Được chưa? Rồi, cứ bỏ đầu tiên vô thử đi. Hôm nay là qua liên tiếp rồi. Bạn phải đi theo nữa đấy. Rồi, bỏ vô. Được không? Bắt đầu về cái gì rồi? Được đi. Tôi muốn đi vẫn mà bỏ đi. Cái gì thì là sao? Rồi, đó là nhiều cái tập tổng quen rồi thì mình cái gì cũng ăn được liền nhà mình mẫu không năm ngoái à. Thôi sang biển rồi năm từ đó được rồi. À, bây giờ về hàng nha, để xem lại. Nên tiếng Anh tiếng Việt cũng được. Bắt đầu review. Rồi, giờ nếu mà tiếng Việt thì nó sẽ ra như thế nào? Đây là bản tiếng Việt nha. Đó. Rồi, nhiệm vụ của bạn là tuần sau thì mình phải nắm những cái kỹ thuật về tour Việt Nam. Về mình làm tới lui để mình nắm được là để cái website đó các bạn thấy là từ website nó thôi tới số hai nó là cao rồi phát lên nó tới 2,29 triệu nhưng mà 2 triệu là tiếp tục được đi chờ đó các bạn phải nắm hết những cái chỉ số này ví dụ như thường ví dụ là sao khi nó là cái thứ nhất là nắm những chỉ số này á, là các bạn sẽ phân tích được cái chủ yếu là đối thủ á, phân tích đối thủ mình là nhiều, phân tích từ khóa hay phân tích cái này kia nọ thì cũng có nhưng mà nó không có mạnh bằng phân tích Bắc Linh nữa, nó nhiều ha. Rồi quay lại cái slide của bạn bạn Phụng đi ha, quay là chép sai bạn Phụng tí multi đúng không, đây đúng không, rồi mở vô anh em cho lại tiếng Anh cái chài tiếng Anh nhiều khi nó quen rồi cái chuyển sang tiếng Việt cái nó dịch cái mình không biết ha, bạn nào quen tiếng nào thì sử dụng tiếng đó. Rồi nhớ chọn Việt Nam nha, Việt Nam được chưa? Rồi ở đây nhìn tổng quan là cái size của Phụng thì cái điểm mà authority score mới có 5 điểm mà cái điểm này là gì đó thì có nghĩa là cái độ uy tín với domain của em á ha, authority. Thì cái này anh sẽ tí anh có giải thích một số cái thuật ngữ nữa được chưa, tập kích này có nghĩa là mỗi một lần
mình làm sale có nghĩa là mình phải mua một cái tên miền đúng không, mình mua một cái tên miền mới ha, ngày hôm nay nói luôn tên miền mới thực ra mình chưa làm gì hết, thì cái ao đi cái đồ này của mình đó. Bao giờ cũng là xuất khẩu, nó không có tiền nha. Đó. Thì ao này nó quy định là từ con tới 100 điểm luôn đó, thì cũng có thì ở Việt Nam mình nó không nào đều là đã từ cháu luôn cho ta cháu luôn mình trong luôn đó. Thì bữa này là bảo tên em đấy là người ta sẵn chết đấy. Rồi. Rồi. Mình phải hiểu ngay vấn đề á. Có nghĩa là tên em mình mới có 5 năm. Nó rất là thấp. Tên em mình mới bước dùng làm xe hay là gì đó. Dạ. Rồi. Đó. Rồi. Thì mình làm một thời gian tụi em mình bắt đầu có cái tiến triển dữ lên, giống như cái tên miền luôn tụi bắt là chứ tập trung chậm chậm này sẽ nhanh lên được, thì mình hơn là tập kinh nghiệm thì nó sẽ nhanh lên hơn các đó, mà với là tập trung nhiều là uy tín chất lượng nha, làm đi spa đó là đảm bảo các bạn coi dọn hai tuần cũng có thể lên được 50-60, nhưng mà mình đi sẽ bán thì nó đi không được. Tiếp tục về cái sạp ha, organic sạch chỗ này thì bạn thấy là nó có chín à, chín bảy à, được chưa, chín bảy cái traffic ha, cái này là gọi là traffic ha, traffic là tự nhiên á. Cái này à, cái này nó tính trung bình theo tháng, này em click vô đây nè để em biết traffic nó có cái giải thích ngay chỗ này nè. Rồi thì cái đó có gì xem thêm ha. Rồi tiếp tục là em sẽ thấy được những cái keyword của em lên top nè, ví dụ như điều hòa multi một nóng ba lạnh nè, key này đang top đúng không, đó rồi đang nhận link nào nè, volume nè, rồi cái độ khó nè, hàng này cũng có độ khó các bạn không, khi vào cái bị khâu ha, cái bị khâu thì là độ khó rồi đó, thì tiếp tục cái phần từ khóa ha, mình nắm được từ khóa của mình rồi, rồi tiếp tục là mình xem backlink, thì backlink này nó được 11 cái à, sao 11 cái backlink mà có 8 cái domain về mình thì chứng tỏ là sẽ có một cái domain là hai cái backlink hay gì về mình, được chưa, thì nó mới nhân tỷ số này lên 11 được, hiểu không? Tức là mặc định là nếu mà một domain một backlink á, thì nó chỉ là có 8 thôi, được chưa, mà cái này nó tới 11 backlink và nó đang tiếp tục tăng nữa thì chứng tỏ là có thể là một cái domain nó hai backlink hay gì đó, được chưa. Rồi cái này sao ta, em có cái subdomain này ta, này em mua domain cũ hay domain mới hả, không biết hả, kỳ à. Domain của em mà em không biết chứ, là ai đứng tên. Rồi tiếp tục nè, này nó là subdomain này thấy không, tcl.multi.vn là subdomain à, hiểu mà nè, có nghĩa là hàng bên hàng zin này nó có một cái link về về cái domain subdomain chứ không phải là cái domain chính, domain gốc của em, được chưa, đó rồi tiếp tục là em sẽ thấy là thuộc tính là no follow này không. Ở đây nó có no follow à, rồi link type là nó dạng test ha. Rồi
rồi có những cái domain khác nè về, rồi em có thể xem được là IP nè, IP này nó là bao nhiêu cái IP, nó có trùng IP không nè, không, tức là mặc định xem IP này để giúp các bạn làm gì. Với cái IP này á, nếu mà nó trùng nhau á, thì chứng tỏ là ông này ông đang tự xây dựng. Tự xây dựng là sao? Giống như anh á, anh có website tự phát, anh xây dựng website tự phát computer, anh xây dựng web khác, web khác, hiểu không? Nhưng mà những cái web của anh nó cùng chạy trên một cái IP, được chưa? Thì cái số lượng IP của anh nó sẽ nhân lên, nó giống nhau, được không? Thì nó thống kê đây là ví dụ IP, các bạn biết IP này ha, nó đuôi là 1.93, thì đây nó có hai cái IP nó trùng nhau, vậy nó là số lượng hai, được chưa? Thì có nghĩa là nguyên tắc Google á, bắt link á, là phải khác tên miền, khác IP, khác khác IP là khác hosting đó, thấy không? Cái hosting mình nó sẽ chạy là một cái hosting nó nhận một cái IP, được chưa? Mà mình mà 10 cái website mình trên cùng một cái IP đó, mình rõ về cái website của mình, được chưa? Hiểu theo tới đây ha, có nghĩa là 10 website mình đang chạy cùng một cái IP, được không? Hiểu hiểu không? Đúng rồi, IP hosting đó, thì dẫn đến trường hợp là hiện nếu mình anh nói ví dụ nha, cái IP 193 này nó chạy 10 website, thì dĩ nhiên cái domain ngay chỗ này mình sẽ là 10 cái, hiểu không? Nhưng mà cái này thì web nó làm gì nó cũng được. Đúng rồi, thường á web này dựng á, đối với những kỹ thuật ngành nâng cao trong BBN á, như tụi anh làm á, thì nó phải khác IP, khác chủ thể, khác nội, nói chung là mọi thông tin đều khác hết, được không? Cái web kia nó không liên quan tới web này là cũng sao. Nói chung á, là có nghĩa nguyên tắc Google á, đi bắt link á, nó mà phát hiện ra mình mà xây cái hệ thống mà tự phục vụ cho mình á, phải không, là nó phạt cái là chết hết nguyên hệ thống mình, được không? Chết hệ thống mình thì dẫn đến là mình sẽ tiền bạc biết bao nhiêu cái mình dựng lên website, công sức mình bỏ viết bài, nó chết hết luôn. Chết hết là sao? Chết hết đây là mình gõ cái lệnh sai hai chấm cái tên miền mà nó không ra kết quả nào hết đó, được Mình chưa? phải chết là mình có cách nào khắc phục gì. Chết, nó chết đã bị phạt rồi, làm sao khắc phục? Nó đưa mình vô danh sách đen này, hiểu không? Còn trường hợp mà ví dụ như mình có tên miền cũ, tên miền bỏ đi hay gì đó, mình mua lại của người ta gì đó, ví dụ như mình biết cái thằng điện máy xanh đó, nó kinh doanh một thời gian á, tên miền nó chất lượng mà nó rơi vào phá sản gì, nó bỏ tên miền đó, nó không làm nữa, mình đi mua tên miền nó về, mình khôi phục hoàn thành website này kia nọ. À, thì đó thì kỹ thuật nâng cao trong Backlink, thì tới buổi Backlink anh sẽ nói sau cái đó cho bạn hiểu em. Thì cái này mình có còn cái không thì thằng cái tên Không, cái này anh đang kiểm tra tổng quan thôi, trên trên 8, có nghĩa là 8 cái domain này thôi, anh đang kiểm tra tổng quan 8 cái domain này, hiểu không? Thì anh phát hiện là có IP nó trùng nhau, thì chứng tỏ là có một hai cái domain nó cùng chạy một cái hosting, được chưa? Đó rồi, để sau nó tên khác trong một đồng. bình thường tại vì các bạn hiểu là nhà cung cấp thông tin đó là không phải nhà lưu trữ thông tin đó, giống như anh vậy, anh cung cấp cho 10 khách hàng cùng chạy một cái hosting là bình thường, hiểu không? Vị trí IP á, đúng rồi, ví dụ như nhiều, nhưng mà xui lắm là cùng một người, ví dụ như là thường đó, mình á, chính mình á, tức là mình có cái domain A rồi, mình đứng thông tin domain A rồi, mình đi mua hosting A rồi, cũng là thông tin của mình, hiểu có ra không? Đó mà mình làm cái lĩnh vực A luôn rồi, ví dụ em làm lĩnh vực máy lạnh luôn rồi, hiểu chưa? Là hiện tại em đang đứng hosting đó, đúng không? Đó, bây giờ em cố tình em làm một cái web B nữa, lại làm lĩnh vực máy lạnh nữa, mà lại là tất cả thông tin này của em hết, lại là chung cái hosting của em hết, hiểu không? Đó, mà mình lại cố tình mình lấy cái web B mình đặt backlink về cho web A, hiểu không? Mình cố tình mình làm như vậy thì dẫn đến Google nó raw thông tin, nó sẽ biết được. Mà nếu mà đặt ít hơn một hai link thì không sao, không có thưởng, mà cứ web nào em cũng vậy, hoặc là em có 10 cái 20 cái em vẫn làm như vậy, hiểu không? Thì có nghĩa là em đang cố tình đi xây dựng liên kết, Là do đúng rồi, chung hosting.
chung thông tin của một người đứng thì nó sẽ biết được là ông này ông cố tình ông xây dựng liên kết, thì mình mà cố tình làm liên kết như vậy thì mình sẽ dính vô là thực toán là 20 bớt, nó phạt quá mình. Như bữa anh có nói những thực toán, các bạn nắm thực toán này à, nắm thực toán đây để khi tới đâu mình áp dụng nó, hiểu không, hiểu vấn đề không? Thì nếu mà một hai cái thì không sao, không không lo được chưa nghe. Rồi tiếp tục là những cái phần chết bắt linh ha. Rồi ao thoa ancho nè, ancho này các bạn hiểu cái gì không? Ancho này ancho này á là nó là ancho test á ha. Các bạn hiểu giúp anh là cấu trúc của mình á, ví dụ như một cái đường link á thì nó gồm có phần link đúng không, và phần bên trong hôm qua anh có nói là cái phần ancho test, các bạn nhớ không? Anh thử mượn cái website của bạn Phụng nha. Đây có bắt linh không, không có linh nội lên hết rồi ạ. Có thể À, này phải có linh nội ha, nội linh rồi không có rồi, không có anh qua cái của anh này nè. Rồi các bạn sẽ thấy nè, ví dụ như đây là một cái đường link nè, thấy không? À, không. Đấy. Ví dụ như cái phần đây, đây là một đường link nè, thấy không? Đó, đó cũng tính là một đường link. Đường link là dạng cấu trúc là gì? Mở đầu bằng một cái thẻ ha. Đây, đường link nè, thấy không? Mở đầu bằng thẻ A nè, một cái đường link tới A kép là một cái đường link dẫn tới đó, dẫn tới đâu đúng không? Rồi thì bên trong cái đường link đó người ta gọi là ancho test ha. Hiểu anh cái chỗ này ha, hiểu anh vấn đề kỹ thuật này nha. Ancho test. Ví dụ như em kiểm tra nè, thế này. Đây đi cho dễ nè. Này các bạn thấy không? Nó nằm bên trong cái thẻ A của anh, A và xịt A. Được chưa? Cấu trúc của HTML mình bao giờ cái đoạn lệnh đó bằng mở đầu bằng một cái thẻ gì đó và đóng đóng cuối thẻ đó là một cái dấu xiệt và cái tên của thẻ luôn. Được không? Ví dụ như cấu trúc ly á, ly mở đầu ly nè. Rồi đóng ly. Được chưa? Rồi A cũng vậy, A mở đầu là A, rồi kết thúc là đóng A, được không? Đó, thì đường link thường mình xét trên cái thẻ A này. À, thì trên cái thẻ A này sẽ có hai cái thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là link. Được chưa? À, h kép mà link này dẫn về đâu, được chưa? Rồi cái nữa các bạn quan tâm là cái ancho test, cái này gọi ta người ta gọi là ancho test à. Và cái thuộc tính nữa là link ở trong đây á, có những cái là để là internal link hoặc external link, đấy anh có giải thích các bạn rồi ha. Đó thì đó, khi khi các bạn check link á, các bạn sẽ thấy cái phần là ancho như thế này, được chưa? Tùy theo công cụ nó để ancho hoặc là ancho test ha, thì mình phải hiểu anh cho test là cái gì, được chưa? Mình hiểu như cái này á, tới bữa mà làm link á, này kia mình phải hiểu là phân bổ từ khóa như nào đó, mật độ từ khóa rồi ha, có quan trọng cái này ha. Rồi thì mình khi mình đi bắt link như vậy á, về á thì những công cụ này nó sẽ thống kê, được chưa? Nó thống kê những cái anh cho test nào mà mình đi bắt link, ví dụ như đây là multi.vn thì có nghĩa là bạn lấy cái tên miền, cái domain chính của bạn, bạn đi bắt link nhiều, được chưa? Nhiều về đây, hiểu thế đây không? Rồi cái link nè, subdomain, cái này là subdomain ha. Rồi bạn có đi những cái link về dấu ba chấm như thế này, tức là trong cái thẻ A bạn có dấu ba chấm như này, được chưa? Rồi có những cái là nó trống lỏng, nó không có gì hết à, đó. Rồi có thể cái nữa là ví dụ như qua cái phần href thì bạn sẽ xem giúp anh là đây, đây anh có này, thấy không? Thì href nó kỹ hơn à, tên miền gốc của anh đi là 93 cái domain chiếm 22%, được chưa? Trên tổng số đây là 426 cái domain, được chưa? Rồi tương tự là những cái ancho test của anh là có là gồm cái đường link, link này link trần, người ta gọi link trần ha. À, link trần ở đây là chính là cái URL của nó luôn, URL nó nằm trên cái website này nè,
đó, mình lấy cái link này đi, người ta gọi link trật, được chưa? Rồi còn mình lấy cái no no answer test nè, có nghĩa là có những cái mình vẫn dính cái link vô đó, nhấp vô đó, tức là nhấp vô đó mặc định nó vẫn chạy website của mình, nhưng mà trong cái thuộc tính A nó không có cái gì trong đó, nó trống lỏng, cái khoảng trống như vậy thì người ta gọi đó no, không có answer test trong đó, các bạn không đó. Rồi thì có những cái anh đi về cái tên miền là có chữ HTTPS này, thấy không, nó khác nhau ha, tên miền không có chữ HTTPS trước này ha, đó không có chữ HTTPS này, ta gọi là root domain ha. Rồi rồi có những cái anh đi anh cho test của anh là cái từ khóa mà không có dấu, các bạn không, sửa máy tính giờ. Rồi có những cái anh đi về cái chữ website ha, vô duyên vô cớ tự nhiên đi SEO không đi vô từ sửa máy tính, không đi từ website làm gì đó, thì nó có lý do nha các bạn, có lý do nha, chứ không phải tự nhiên đi vô duyên vô cớ như này nha, được chưa? Rồi tiếp tục mà là mình xem xuống này, đây là tất cả những anh chưa test, xem ngay này, dấu ba chấm này không, rồi go now này, thấy không, được chưa? Có nghĩa là các bạn hiểu anh như đi đi như thế này, người ta gọi là đa dạng anchor test ha, để gì, để tránh Google nó phạt, có nghĩa là mình làm một cách tự nhiên nhất, phải không, tức là mình không cố tình đi xây dựng liên kết về những cái từ khóa mà mình muốn làm SEO lên top, tự do các bạn hiểu không, nguyên tắc mình là đi làm SEO là đi làm content và đi làm backlink đúng không, nhưng mà làm thì mình làm một cách tự nhiên chứ mình không có dồn dập mình đi cái link đó về liên tục, được chưa, hoặc là đi số lượng cho thật là nhiều link, được chưa, mà nguyên tắc của anh nãy nói với bạn là làm sao đi tìm những cái nơi chất lượng, một cái backlink thật là chất đó, mình đi số lượng làm sao cho đi một link mà nó lên top được, nó truyền sức mạnh về nhiều nhất ha, một link hai link ba link gì đó, chứ mình không đi 1.000 link 2.000 link nha, cách đây cả chừng vài năm trước cái năm mà thời 2010 đó, lúc đó đi đi link rất là dữ dằn, đi link chữ ký nè, đi link diễn đàn nè, rồi đi link ở footer, đi link ở sai bàn, là những cái thời điểm đó đi đi link rất là ghê. Hiện tại bây giờ thì kết hợp làm content là chủ yếu ha, xu hướng SEO bây giờ là chủ yếu là làm content và kết hợp là đi link ha, thì đi link trên những cái website chất lượng đó. Website chất lượng là gì nè, anh có nói với bạn ha, là cùng lĩnh vực, rồi chỉ số URL nó có nè, rồi có traffic ha. Nhớ mà anh nhắn cái đó ha, bữa tới bữa đi bắt link thì anh em mình sẽ làm rõ ha. Rồi đó là phần anh đang hướng dẫn các bạn cách mà các bạn làm chủ mấy cái tool này ha, hai bốn cái công cụ tool này. Rồi thì về yêu cầu các bạn là các về các bạn thực hành giúp anh nha, được chưa, thực hành giúp anh ha. Rồi còn cái phần sau nữa mà anh nghĩ chắc phần này anh để dành lại cho buổi buổi mình tiến hành mình xây dựng cái bộ từ khóa rồi đó đó. Thì anh sẽ dạy thêm những cái phần mà công cụ, rồi bài tập về nhà của các bạn hôm nay là các bạn phải làm sao làm chủ những công cụ anh hướng dẫn các bạn ha, được chưa? Rồi tiếp tục là cái bộ từ khóa, anh muốn các bạn phải hoàn thiện cái bộ từ khóa này nha, cố gắng hoàn thiện bộ từ khóa về nghiên cứu làm sao để mình ra bộ từ khóa, được chưa, để bữa sau là mình làm outline, tiến hành mình lên outline bài viết ha, outline bài viết rồi thực hành mình viết viết content, được chưa, viết content nha. Đó tool thì các bạn nhớ là đầu tư tool nha, đầu tư ít nhất phải tool đi, được không, anh tài trợ cho bạn những cái tool rồi đó, các bạn gì cứ lấy tài khoản đó các bạn xài nha, nó miễn chừng nào nó khóa lại thôi chịu, anh cũng mua bên đó à.